Em xin chào các bác nha. Hôm nay thì bên em sẽ lên sóng để tư vấn cho các bác về tất cả các dòng sản phẩm điện máy và dụng cụ đồ nghề. Bác nào mà có nhu cầu quan tâm thì các bác vào livestream của em để lựa chọn trong buổi livestream ngày hôm nay. Rất là nhiều các dòng sản phẩm điện máy và dụng cụ đồ nghề giá rẻ để phục vụ cho tất cả các bác khắp mọi miền Tổ quốc. Các bác mà có nhu cầu quan tâm muốn sở hữu cái mẫu sản phẩm nào thì các bác hãy để lại số điện thoại nhé. Bên em sẽ có nhân viên alo tư vấn và chốt đơn gửi hàng toàn quốc cho các bác. Các bác mà có nhu cầu quan tâm về cái sản phẩm nào thì các bác comment xuống phía bên dưới để em sẽ tư vấn và giới thiệu cho các bác. Rất là nhiều các dòng sản phẩm điện máy và dụng cụ đồ nghề giá rẻ để phục vụ cho tất cả các bác khắp mọi miền Tổ quốc. Và em xin chào anh Khôi nhá. Em xin chào tất cả các bác. Có bác nào mà đang vào theo dõi được livestream của em thì các bác comment xuống phía bên dưới để em biết là các bác đang theo dõi live. Để em chào các bác một tiếng nhá. Các bác vào xem live thì mỗi bác cho em xin một nút chia sẻ nhá. Các bác chia sẻ livestream giúp cho em nhé. Các bác vào live thì các bác chấm cho em xin một cái nút chấm tương tác đi ạ. Máy mài Somo. Anh Tùng ơi, máy mài Somo thì hiện tại là bên không có. Cái đấy nó bỏ mẫu rồi nhá. Bây giờ anh chuyển sang cái hãng khác đi ạ. Em muốn coi máy pin. Máy pin xử lý trong cái này đi anh. Máy pin bác muốn xem máy mài pin hay là máy khoan pin nhỉ? Bác gì nhỉ? Các bác mà muốn hỏi em về cái mã sản phẩm nào thì các bác comment để em tư vấn và giới thiệu cho các bác nhé. Rất là nhiều các dòng sản phẩm điện máy. Anh Bình ơi, sao lại phát lại anh Bình? Em đang phát trực tiếp đấy anh Bình nhá, không phải phát lại đâu. Anh Bình mà quan tâm về cái sản phẩm nào thì anh comment đi để em tư vấn và giới thiệu cho anh. Đang phát trực tiếp mà đâu phải phát lại đâu ạ. Thân máy Daiwat 2 trong 1. Anh Dũng ơi, cái thân máy Daiwat 2 trong 1 à? Em có nguyên bộ nhá. Daiwat 2 trong 1 là em có nguyên bộ bu lông Daiwat X1. Và em chào anh Viễn Thông nhá. Pin Hukan. Pin Hukan là hiện tại là bên em có pin 10 cell nhá bác Khôi nhá. Máy bắn cốt này em có luôn anh Bảo Minh ơi. Máy bắn cốt là bên em có máy bắn cốt 5 tia đỏ hoặc 5 tia xanh hoặc là máy 12 tia xanh nhá. Máy bắn cốt 12 tia là giá là 1.100.000 nha anh Thái nhá. Thế hả anh Bình? Và ok bác Bình nha, ok bác Bình. Bác vào bác lại bảo em phát lại là sao? Em đang phát trực tiếp bác bảo em phát lại hả? Máy mài Makita giá bao nhiêu vậy? Anh Tuấn ơi, anh Tuấn quan tâm máy mài Makita là máy pin hay là máy điện à? Em chào anh Nguyễn Hồng Ân nhá. Máy mài mài pin Makita hay là mài điện ạ? Em có máy mài mài pin Makita hoặc là mài điện Makita ở bên cũng có. Đấy, có bác nào mà em sẽ giới thiệu lần lượt và tư vấn cho các bác lần lượt từng mã sản phẩm. Để bác nào mà đang quan tâm đến cái mã nào thì các bác comment để em sẽ giới thiệu cái mã đó trước nhá. Vì là có rất là nhiều các mã. Nếu như mà anh Bảo Minh mà quan tâm máy bắn cốt thì là em sẽ có máy bắn cốt 5 tia đỏ hoặc 5 tia xanh. Anh Tuấn ơi, nếu như mà máy điện ý, máy điện, máy mài thì em chỉ có hàng chính hãng thôi. Nếu như mà máy hàng chính hãng thì cái giá của nó hơi chát. Đấy các bác mà lấy máy 9553 giá là 1 triệu, còn 9556 là 1.200.000 bao ship nhá. Máy bắn cốt gì à, anh Phúc? Anh Phúc muốn sử dụng máy bắn cốt 5 tia hay là máy 12 tia ạ? Em có máy 5 tia hoặc máy 12 tia. Anh Dũng ơi, máy Somo là bên em bỏ mẫu rồi, nó không có nữa. Bây giờ anh chuyển sang cho em máy DCA hoặc là máy Maute hoặc máy Deton đi. Những cái hàng đấy dùng ngon lắm. Khoan pin 3 chức năng là em có khoan pin 5 cell, pin 10 cell nhanh viết nhá. Tại hôm nay quay kiểu thế hả anh Bình? Và ok Bình nha. 5 tia xanh. Vâng, anh Bảo Minh ơi, 5 tia xanh này em có cái 5 tia xanh của Huka này này, cái hộp của nó như này nhá. Cái hộp của nó là hộp hộp vải như này. Bên trong nó có một cái lượt xốp. Đấy rất là chắc chắn. Giá là 800.000 một máy nhá. Bên trong là nó có những cái lượt xốp này này này. Các bác dùng bền lắm. 5 tia xanh của Huka là giá là em chiên các bác là. Và em chào anh Vũ Nguyễn Thanh nhá. Đây 5 tia xanh của Huka này các bác ơi. 5 tia xanh của Huka là 800.000 nha. Cái này là các bác sử dụng pin trâu. Nó đi theo máy nó sẽ có một sạc và một kính, một cái chân 1m2 cho các bác. 5 tia. Đây 5 tia đây anh Phúc ơi. Em có 5 tia đỏ, 5 tia xanh nhá. Vâng. Đây. Đây là 5 tia xanh của Huka này các bác này. 5 tia xanh của Huka thì nó sẽ sử dụng cái quả pin trâu như này nhá. Quả pin trâu bên ngoài như này. Nếu như mà các bác sử dụng bên em có 5 tia đỏ là giá là 600, còn 5 tia xanh thì sẽ là 800. Máy 12 tia là 1.100.000 nha anh Thái. Máy 12 tia thì em lại không mang nó vào đây rồi. Đấy, nếu mà các bác mà quan tâm máy 12 tia thì các bác vào Zalo cho em nhá. Vào Zalo.
Đây, đây là máy 5 tia xanh này, 5 tia xanh của Hukan nhá, nút ấn cảm ứng nha. Giá của nó sẽ là 800.000 một bộ nhá, kèm theo cái chân 1m2. Đấy, cái tia của nó rất là đẹp nhá các bác. Đấy, tia của nó cực kỳ là đẹp luôn. Tia của nó rất là đẹp. Đấy, bác nào chốt 5 tia xanh thì các bác comment xem. 5 tia xanh là 800 nhá. 5 tia xanh là 800. Đấy. 5 tia xanh là 800, còn các bác lấy 5 tia đỏ thì là 600 thôi. Kèm theo cái chân 1m2 cho các bác luôn. Đấy, bác nào đang hỏi em máy khoan 3 chức lăng ấy, khoan 3 chức lăng. À, khoan 3 chức lăng thì là em sẽ có khoan pin 5 cell hoặc là pin 10 cell nhá các bác nhá. Pin 5 cell hoặc pin 10 cell. Đây là khoan pin 5 cell này các bác này, khoan pin 5 cell. Đấy, bác Bảo Minh mà chốt được máy 5 tia thì cứ để lại số điện thoại giúp cho là được nhá. À, đây là máy khoan Mayta pin 5 cell nhá. Khoan Mayta pin 5 cell thì vâng. 700 ship. À, bác Minh ơi, ship 700 thì không được. 5 tia xanh của nó là 800 nhá. Máy tốt hơn không? À, máy anh Trình hỏi em cái máy gì ạ? Anh Trình hỏi em cái máy gì ạ? Có máy cắt nhôm. Máy cắt nhôm này em có anh Bình ơi, máy cắt nhôm là 1 triệu, máy cắt nhôm là 1.450.000. Đấy, các bác làm chốt máy cắt nhôm thì vào Zalo gửi hình cho nhá, vì là máy cắt nhôm, máy cắt sắt là nó to lặng cồng kềnh nên em không mang nó vào trong live độ. À, máy khoan pin Mayta này. Vâng. Anh Bảo Minh ơi, 5 tia là 800 nhá, chứ 700 thì là không có được nhá. 5 tia là 800. Khoan DCA 3 chức lăng là hôm nay em lại không mang cái khoan DCA 3 chức lăng vào đây rồi. Bác Huyền ơi, 3 chức lăng của DCA máy bê tông điện ý, giá là 1.180.000. Giá là 1.180.000. Nếu mà anh mà quan tâm thì anh để lại số điện thoại đi, để lát nữa kết thúc live em vào Zalo gửi mẫu cho anh. Đấy, còn đây là máy khoan 3 chức lăng của Mayta này. 5 tia đó á. À, loại tốt hơn á. Cái loại đấy dùng là ngon rồi đấy anh Trình ơi. Loại đấy dùng là ngon rồi. Vậy đấy là đảm bảo chất lượng cho các bác rồi nhá. Máy khoan vàng kia là gì? Khoan vàng là cái khoan nào ạ? Cái khoan vàng, cái này là bu lông của Hukan X1 này, là giá 1.3 này. Hoặc là chuyên vít của Hukan X2 là 1.4 nhá. Hoặc là Daiwatt 13 ly này này, Daiwatt 13 ly có than này là 900. Đấy, không biết là bác hỏi em cái khoan vàng nào ạ? Cái khoan vàng này phải không ạ? Bác Khôi hay khoan vàng nào? Cái khoan này là 3 chức lăng pin 5 cell của Mayta. Giá tốt rồi bác Minh ơi, cái giá này là bao giá toàn quốc cho các bác luôn. Đấy, gọi là giá sale rồi đấy, giá sale rồi các bác nhá. Đấy, giá sale rồi nên là không có bớt thêm được nữa đâu. Giá này là bao giá sập sàn cho các bác luôn rồi. Khoan một chức lăng. Anh VT là khoan một chức lăng là anh quan tâm khoan pin này, khoan điện em giới thiệu cho anh ạ. Đấy, khoan Mayta pin 5 cell này các bác này. Khoan Mayta pin 5 cell là em thanh lý cái mã này cho các bác, giá là 520.000 nhá. Khoan pin không than, pin 10 cell. Nếu mà pin 10 cell không than các bác lấy trên con Mayta là em đang thanh lý là giá là 1 triệu nha bác Nguyễn Việt ơi, 1 triệu. Mayta 3 chức lăng pin 5 cell thanh lý các bác giá 520. Đấy, các bác có thể lựa chọn Mayta hoặc là Boss. Để em có Boss hoặc là Mayta này. Đây cái Boss cái màu xanh này này. Đấy, nó khác màu. Nó khác màu nha một chút thôi. Chứ còn chất lượng mới lại giá tiền và phụ kiện là đi theo là giống nhau luôn. Body là body có luôn nha bác Khôi. Bác Khôi cần cái body loại nào á? Cái 3 chức lăng là được anh Khôi, cái 3 chức lăng của Daiwatt là máy thân máy có than đấy. Cái bộ đấy là 900 nha, em thanh lý 900. Khoan pin 10 cell trên thân máy có chỉnh lực không? Chỉnh lực. Chỉnh lực ở trên lưng máy, trên lưng máy có chỉnh lực đấy. Anh Ngọc ơi, thì cái máy 3 chức lăng thì cái nào nó cũng có chỉnh tốc độ 1-2 trên lưng máy như này nhá. À, đây là Mayta pin 5 cell là em thanh lý các bác giá là 520.000 một bộ nhá. Nó sẽ có đầy đủ này, một thân máy 2 pin với một sạc cho các bác. Cái này nó có một thân máy 2 pin với một sạc. Kèm theo một bộ phụ kiện nhá. Phụ kiện mới khoan với vít. Quỳnh đưa cái hộp Mayta đây. Đầu vít 15 cell này em có luôn anh Bình ơi. À, bu lông 2 trong 1. Anh Cảnh là quan tâm cái bu lông loại nào ạ? À, đây là cái mã bu lông 201 em có nhiều mã lắm. Nó dao động từ 750.000 trở lên nhá anh Cảnh ơi. Anh Cảnh muốn sử dụng cái bu lông mã tầm bao tiền em tư vấn cho anh luôn. Đấy, đây là Mayta pin 5 cell. Nếu như mà các bác chốt đơn Mayta pin 5 cell hoặc là Boss 5 cell nhá, là em thanh lý giá là 520. Là cái này là thân máy của nó là chạy động cơ có chổi than. Máy 3 chức lăng nhá. 3 chức lăng thì là các bác có chức lăng bắn vít này, chức lăng khoan và có búa để khoan tường.
750k là bao ship. Đúng rồi anh Cảnh ơi, 750k là cái bu lông của Hitachi này này, em bao ship cho các bác. Đây là bu lông Hitachi 2 trong 1. Đấy, đầu máy của nó sẽ là đầu bu lông 1/2. Vâng, và ok anh Bình nhé, ok anh Bình. Đây là bu lông 1/2 của Hitachi. Đấy, cái này nó là đầu bu lông các bác lắp được khẩu 1/2 và có lỗ lục ra ở giữa như này. À, có mũi đục mộng. Mũi đục mộng em không có nha anh Lê Thanh nhá. Đấy, bu lông Hitachi là em đang thanh lý các bác giá chỉ có 750.000 thôi. Là em bao ship toàn quốc cho các bác luôn. Đấy, cái mức giá gọi là mức giá sập sàn. Bây giờ các bác đi mua một cái quả biên châu 10 sale nó đã rơi vào mấy trăm nghìn rồi. Đấy, nguyên bộ như này chỉ có 750.000 mà được bao ship tận nơi và bao gồm đầy đủ trọn bộ cho các bác một thân máy, hai pin và một sạc. Kèm theo một đựng máy này, có một khẩu mỏ bu lông 22 và một dây đeo máy luôn. Giá là 750.000 nhá. Thân máy là chạy động cơ từ không chổi than. Hàng bên em bảo hành cho các bác là 3 tháng bắc cảnh nhá. Đấy. À, bu lông Hitachi là thanh lý các bác giá là 750.000 là sẽ có bao gồm một thân máy này, hai pin với cả một sạc, một khẩu mỏ bu lông 22, một dây đeo và một hộp đựng. À, đây là thân máy động cơ từ không chổi than nha. Các bác vừa bắn bu lông và kiêm vít kiêm tô được luôn. Điều chỉnh được hai nút chế độ nhá. Điều chỉnh hai nút chế độ và có chế độ tự ngắt cho các bác luôn này. Thân máy là chạy động cơ từ không than. Đấy, rất là ok. Giá là 750.000 thôi nha. Khoan pin 10 xe trên thân máy ngay chỗ báo pin. À, anh Lộc ơi, cái điều chỉnh tốc độ này là chỉ của máy bu lông nó mới có thôi. Còn máy 13 ly thì nó không có điều chỉnh ở đây mà nó chỉ điều chỉnh trên lưng máy thôi nhá. Máy mài pin. À, anh biết cái máy mài pin thì là anh cần cái loại tầm bao tiền? À, em có máy mài pin của Daiwatt này. Đây máy pin của Daiwatt. Thế hả bác Hoàng Phúc? Đây, mài pin của Daiwatt này. Mài pin của Daiwatt là các bác sử dụng công tắc bóp như này cho em nhé. Đấy, sử dụng công tắc bóp. Mài pin của Daiwatt thì giá của nó sẽ là 1.100.000. Đấy, 1.100.000. Thế á. Vâng, ok bác Bình, ok bác Bình nha. Em cảm ơn bác Bình. Đây là mài pin của Daiwatt này. Bác nào chốt con Hitachi dùng được lắm. Mình cũng dùng một con xài trâu lắm. Dạ vâng. Ok bác Hữu Đức này. Vâng, ok bác Hữu Đức. Anh Trường ơi, cái kính Hàn là bên em có luôn. Kính Hàn là 150.000 nha. Mài pin này anh biết ơi, em có mài pin của đây. Em có mài pin của Daiwatt giá là 1.100.000 nha, là công tắc bóp như này. Thân máy là động cơ từ không than, các bác sử dụng được các loại mài phi 100. Đấy, Daiwatt thì là sử dụng công tắc bóp, còn các bác mà sử dụng Makita ấy, Makita là nó sẽ là công tắc cạnh ở trên trượt ở trên sườn máy như này, hoặc là của Hukan nha. Em có 3 loại. Máy Hàn giá rẻ xài ok không? Anh Cảnh ơi, máy Hàn giá rẻ anh dùng cho em cái con máy Kenmax 200S. Giá chỉ có 950.000 thôi, xài tuyệt vời mặt trời luôn. Đấy bác là chốt mài pin của Daiwatt thì comment cho em luôn này. Mài pin của Daiwatt là 1.100.000 nha. 1.100.000. Kính Hàn đây, bác nào đang hỏi em kính Hàn này. Đấy, kính Hàn đây nhá. Đây là mẫu kính Hàn này các bác này. Kính Hàn là 150.000 một máy. Có máy mà pin máy khoan bê tông không? Có máy mài pin khoan bê tông không? À anh Nguyễn Thanh ơi, mài pin Makita là em có, còn khoan bê tông thì em đang hết nha. Khoan bê tông này hiện tại là em có khoan bê tông của Hukan thôi ạ. À, đồng hồ 3266TD LGT là 280.000 nha bác Thắng ơi. Bác mà chốt thì để lại số điện thoại cho em nhé. Anh Cảnh ơi, máy Hàn thì là anh kéo que 2 ly rưỡi cả ngày luôn. Còn 3 ly 2 thì chỉ chấm tỉa tập 2-3 que thôi nhá. À, mài Hukan là thân máy Hukan đang hết hàng anh chị ơi. Em có nguyên bộ máy Hukan là 1.850.000, có hai pin trâu, một pin 10 cell, pin 15 cell. Đấy, còn đây là kính Hàn này các bác này. Kính Hàn là 150.000 là miễn ship tận nơi cho các bác. Đấy, các bác mà hay sử dụng máy Hàn ý thì các bác lên sử dụng cái kính này, nó sẽ bảo vệ đôi mắt cho các bác an toàn tuyệt đối 100% luôn. Và em chào anh Dũng nhá. À, bảo vệ đôi mắt cho các bác an toàn tuyệt đối 100% luôn. Nhiều bác mà sử dụng máy Hàn mà không quen cứ động đến máy Hàn là các bác sẽ bị đau mắt luôn ấy. Đấy, cái này các bác dùng kính Hàn này không bao giờ lo bị đau mắt nhá. Đấy, nó sẽ như này này. Cái này là em để nguyên hộp như này, em gửi về đến nơi là các bác là lắp thêm hai gọng kính này vào là các bác sử dụng được nhá. Đây là kính Hàn điện tử này các bác này. Đây, kính Hàn điện tử đây nhá. À, anh Sơn ơi, bây giờ em mới nhìn thấy anh Sơn ạ. À, anh Sơn comment lại hộ em với nhá. Anh hỏi gì anh hỏi lại em với. Đấy, đây là kính Hàn điện tử này các bác này. Máy Daiwatt 12V á, 12V này em có Hitachi hoặc Makita nha anh Hòa. Đây là kính Hàn điện tử nhá. Về là các bác lắp cho em hai cái gọng kính này lại này, lắp hai gọng kính này và có một cái dây đeo này cho các bác luôn nhá. Giá là 150.000, kính Hàn điện tử là 150.000.
em có kính hàn hoặc là mũ hàn nhá. Đấy, các bác có thể lấy kính hoặc lấy mũ. Đấy, kính thì là nó chỉ bảo vệ được mắt thôi, không có bảo vệ da mặt. Nếu như mà các bác muốn bảo vệ cả da mặt thì các bác lấy mũ hàn cho em nha. Bê tông 3 chức năng của Hukan này em đang tầm bê tông của Hukan nó 1.150.000 đấy anh gì nhỉ, anh gì đang hỏi em, anh Bình ơi, bê tông Hukan 1.150.000 anh nhá. Có led gì nhỉ, đèn led này em không có anh, đúng rồi, đèn led em không có. Đấy, bác là chất kính hàn thì comment cho em luôn này, kính hàn 150.000. Anh Hòa ơi, cái khẩu 1/2 là bên em có luôn. Khẩu 1/2 là em có cái khẩu khẩu 10 món hoặc là khẩu 20 món nhá. Khẩu 10 món là từ 8 cho đến 24, giá là 250.000 một khẩu, dài 10 cm. Đấy, hoặc là khẩu 20 món là từ 8 đến 32, giá là 500.000. Đấy, bác là chốt kính hàng comment cho em luôn là kính hàn điện tử là 150.000. Đồng hồ 3266 TD rất tốt. Và em cảm ơn bác Lộc nhá. Đồng hồ 3266 TD thì thật sự là cái này thì các bác xài cái này thì không phải nghĩ gì rồi. Riêng cái đồng hồ này nếu như mà các bác mua giá thị trường nó sẽ có tầm 300 cho đến 320, thậm chí có lơ là 350 luôn ấy. Và cái dạo này thì hàng hóa nó lên giá rất là nhiều nhá. Riêng cái đồng hồ kẹp dòng này này, đây là một cái sản phẩm mà em tri ân cho các bác. Đấy, là em vẫn để cái mức giá là 280 là gọi là giá cũ cho các bác đấy. Chứ còn thực tế thì bây giờ cái giá mới của nó tăng rất là nhiều nhá. Đấy, như cái giá mới bây giờ phải bán tầm 300-320 thì mới gọi là có lời. Đấy, cái này là em tri ân cho các bác, giá là 280. Đồng hồ kẹp dòng 3266 TD thì là các bác sẽ có một cái bao vải đựng như này. Nó rất là bền nhá. Và nó có đầy đủ hết tất cả các chức năng cho các bác. Đây này, phía bên trong nó sẽ có nguyên bộ như này. Các bác có một dây que đo. Cái dây que đo này nó rất chi là dài nhá. Và nó dẻo, bền cực kỳ luôn. Kèm theo là các bác có một cái dây này là dây đo nhiệt độ phòng này các bác này. Và có pin nhá. Kèm theo pin đầy đủ cho các bác luôn. Cái đồng hồ này thì các bác sẽ có thể là sử dụng được tất cả các chức năng. Vâng, anh Hòa chờ em một chút xíu nhá. Cái đồng hồ kẹp dòng này thì các bác sẽ là vừa có thể là đo kẹp dòng này, đo thông mạch này, đo trụ tụ. Và ok anh Bình, đo tụ, đo trở, đo ôm, đo nhiệt độ phòng, đo điện đứt ngầm. Nói chung là nó sử dụng được tất cả các chức năng. Và nó có một cái phần mềm chống đo nhầm điện nhá. Khi mà các bác đo nhầm điện vào thì nó cũng sẽ không có bị chập cháy đồng hồ như những cái loại khác. Kể cả trên thị trường có nhiều những cái loại đồng hồ các bác mua vài triệu. Ống tròn em có anh Bình ơi. Đấy, các bác mua vài triệu nhưng mà cắm nhầm điện một cái là chết luôn. Đấy, nhưng mà riêng cái mẫu này nó chỉ có 280 thôi. Nhưng mà nó chống đo nhầm điện. Kể cả các bác có thợ học việc mà cắm đo nhầm điện thoải mái luôn, không bao giờ bị chập cháy đồng hồ. Nó có một cái chức năng rất là hay như thế. Giá chỉ có 280.000 thôi nha. Giá là em bao ship toàn quốc cho các bác luôn. Đấy, bác là chốt đồng hồ kẹp dòng 3266 TD là GT là 280.000. Các bác để lại số điện thoại cho em. Đấy, các bác lưu ý lại, các bác đặt hàng các bác chỉ cần để lại cho em số điện thoại kèm theo mã sản phẩm nha. Bên em sẽ có nhân viên alo tư vấn cho các bác. Cái thước kẹp điện tử thì bên em lại không có nha anh Tuấn ơi. Thước kẹp điện tử là em có cái thước thước cơ thôi, không có thước điện tử đâu ạ. Em có thước cơ nha. Bác nào đang hỏi em máy khoan 12V đấy không ạ? Khoan 12V của Makita này. Đây, để em giới thiệu cho bác cái con khoan 12V Makita. Khoan Makita 12V là nó sẽ có hộp được máy đầy đủ cho các bác nha. Đây nha bác ngoại, 12V Makita giá là 400.000 một máy nha bác, 400.000 một máy. Đấy, đây, máy đây này. Một máy 2 pin 1 sạc nha, kèm theo bộ phụ kiện như này. 12V Makita pin tròn này. Đây là cái phụ kiện đi theo máy Makita 12V thôi nhá. Đấy, Makita 12V nó sẽ theo một bộ phụ kiện là hơn 20 món như này luôn. Giá là 400.000 nha. Thân máy là chạy động cơ có chổi than nhá. Pin của nó là pin pin 12V, pin tròn cho các bác. Đấy, pin tròn, pin 3 cell, máy 2 chức năng và có đảo chiều này, nút chỉnh nhanh chậm trên lưng máy này. Máy xếp bu lông em có luôn anh Thới ơi, máy xếp bu lông 750 là em có Hitachi này này. Đây. Đây là Hitachi. Hitachi bu lông 750.000 nhá. 750.000 bao ship toàn quốc cho các bác, một thân máy 2 pin 1 sạc luôn. Đây là 12V của Makita này. Bác là đang hỏi em khoan pin 12V của Makita đây. Giá 400.000 nha, 400.000 nha các bác. 400.000 này. Máy mài một tấc em có rất là nhiều nha anh Hoàng ơi. Anh Hoàng chờ em một chút xíu nữa em sẽ lên máy mài một tấc cho các bác. Đấy, đây là 12V của Makita, giá là 400.000.
Để bác nào chốt thì để lại số cho em. May ta 12V là màu xanh nhá, màu xanh pin tròn như này. 12V thì nó là máy 2 chức năng nhá. Hoặc vượt tiền hơn thì các bác lấy sang Hitachi cho em. Đây là 12V. Anh Hòa mà chốt để lại số điện thoại em nhá. Vượt tiền hơn thì các bác lấy sang Hitachi nhá. Đây là khoan 12V của Hitachi. 12V của Hitachi là 350, máy màu đen nhá, máy màu đen. Còn màu xám thì sẽ là 400, màu xám là bằng tiền Makita luôn. Nhưng mà các bác lấy Hitachi thì nó sẽ không có phụ kiện như là của Makita. Các bác lấy Makita thì nó sẽ có phụ kiện mũi khoan, mũi vít là hơn 20 món đi theo, còn Hitachi là không có nhá. Hitachi là không có phụ kiện. Đấy, 12V của Hitachi màu đen là 350.000, là chỉ có một thân máy, hai bi và một sạc thôi, kèm theo hộp đựng máy, không có phụ kiện mũi khoan mũi vít. Đấy, còn cái Hitachi màu xám này sẽ là giá 400 bằng giá của Makita và OK Hòa này, bằng giá của Makita, nhưng mà con Hitachi là không có phụ kiện. Nhưng mà cái thân máy của nó sẽ có đèn báo pin nhá. Vâng, OK bình này. Đấy, Hitachi không có phụ kiện nhưng mà sẽ có đèn báo pin, còn Makita có phụ kiện nhưng không có đèn báo pin. Đấy, hai cái mẫu Hitachi và Makita 12V là giá đồng giá nhau nhưng mà nó khác nhau là như vậy nha. Nên là nhiều bác thắc mắc làm sao mà Hitachi đến nơi hỏi là không có phụ kiện. Đấy, em báo rõ với các bác là Hitachi là không có phụ kiện, Makita thì mới có phụ kiện nhá. Vừa lại có bác nào hỏi em cái ống nhòm đúng không ạ? Em có ống nhòm giá là 750.000. Đây, em có cái mẫu ống nhòm 750.000, em sẽ có màu đen hoặc là màu xanh nhá. Ống nhòm là nó sẽ có một cái bao đựng như này các bác này, rất là bền. Máy khoan gì hả anh Thái nhỉ? Anh Thái hỏi em cái khoan gì đấy ạ? Đây là ống nhòm nhá các bác. Bác nào mà thích khám phá nhá, bác nào mà thích khám phá thì là các bác sử dụng cái ống nhòm này cho em. Đấy, giá là 750.000 nha các bác nhá, 750.000. Ống nhòm là 750.000 nhá. Đây, ống nhòm giá là 750.000. Rất là xịn sò nhá. Bác là chốt ống nhòm thì comment là ống nhòm cho em này. Đấy, bác là chốt ống nhòm thì comment là ống nhòm cho em. Ống nhòm là em sẽ có màu xanh hoặc là màu đen nhá. Đây. Đó. Ống nhòm là em có màu xanh hoặc là màu đen. Đây là màu đen hoặc là màu xanh, là cái màu xanh lính ý. Đồng giá nhau là 750 một cái nhá. Ống nhòm là 750 một cái. Đấy, cái này các bác mà bác làm mà hay đi du lịch, đi tham quan du lịch ý, các bác thích khám phá ý, thì các bác sở hữu. Ống nhòm là 750.000. Bác là chốt ống nhòm để lại số điện thoại cho em. Đây là ống nhòm nha bác. Ống nhòm là 750.000 nha. Bác là chốt ống nhòm thì để lại số điện thoại cho em. Các bác lưu ý là đặt hàng các bác để lại em xin số điện thoại nha, thì là nhà em mới có thể là liên hệ để chốt đơn gửi hàng cho các bác được nha. Tôi đặt siêu tốc mà. Ô thế á? Thế hả anh Tình đặt ở đâu mà sao lại thế? Hay là nó bị ẩn đấy? Anh Tình cho em số điện thoại đi, để lát nữa kết thúc live em sẽ alo cho anh. Anh Tình đặt siêu tốc cho em số điện thoại nha. Siêu tốc Thái Lan là 170 thôi. Siêu tốc Thái Lan là 170 bao ship. Đấy, bác nào chốt đơn thì cứ để lại số điện thoại cho em. Ống nhòm là 750. Ống nhòm là 750 bao ship toàn quốc này. Bác là chốt ống nhòm để lại cho em số điện thoại, comment là chốt ống nhòm 750.000 kèm theo số điện thoại cho em. Khoan bốc em có khoan bốc 2-26 nhá. Khoan bốc 2-26 nhanh Hải ơi. Đấy, để em lên máy mài một tấc nha. Vừa lại có bác nào đang hỏi em máy mài một tấc này. Máy mài một tấc thì bên em có rất là nhiều mã nhá. Máy mài một tấc thì có rất là nhiều mã luôn này. Đây, máy mài một tấc là nếu như mà với cái mức giá tiền hợp lý nhất thì là các bác sử dụng cho em máy Saikyo nha. Mài một tấc của Saikyo giá là 400.000 một máy. 400.000 một máy miễn phí vận chuyển toàn quốc cho các bác. Đấy, cái này là các bác sử dụng công tơ gạt đuôi nhá. Sử dụng công tơ gạt đuôi. Con này thì công suất của nó sẽ là 950W nhá. Vòng tua là 11.000 vòng trên 1 phút. Và sử dụng điện trực tiếp 220V. Cái này thì các bác sẽ sử dụng chỗ than bên ngoài như này này. Đấy, các bác sử dụng chỗ than bên ngoài. Đầu máy sẽ là đầu hộp kim nhôm như thế này. Đầu hộp kim nhôm. Đấy, thì giá của nó sẽ là 400.000 một máy. Máy chuyên vít màu vàng. À, chuyên vít màu vàng đấy anh Khôi ơi. Chuyên vít màu vàng, đây là chuyên vít của Hukan X2 và đồ nha. Em chào anh Mai Vàng Cần Thơ. Đây, chuyên vít màu vàng là chuyên vít của Hukan này các bác ơi. Chuyên vít của Hukan X2 và đồ nhá. Cái này nó là đồ chuyên vít, dưới vít cực kỳ là chắc chắn luôn. Giá là em thanh lý các bác, giá là 1.400.000. Đấy, riêng về chuyên vít của Hukan thì nó sẽ có theo phụ kiện rất là nhiều nhá. Một thân máy, hai bi và một sạc.
Pin là pin 10 cell nha. Thân máy là động cơ từ không than và kèm theo một bộ phụ kiện mũi khoan, mũi vít, mũi tôn cho các bác. Giá là 1.400.000 nhá. Là chuyên viết của Hukan nhá, chuyên viết của Hukan. Còn máy cắt cầm tay của Saikyo là 400.000, là em bao ship cho các bác. Phụ kiện đi theo nó sẽ có đầy đủ là một thân máy này, một tay cầm phụ, một ốp bảo vệ và một tay mở lưỡi cho các bác, kèm theo phiếu bảo hành chính hãng của công ty. Và ngoài ra ấy, ngoài ra là em sẽ tặng kèm thêm cho các bác này. Ok anh Khôi này, em cho xem máy khoan. Anh Vinh Hà ấy, bắn tôn thì là anh cứ lấy máy chuyên vít cho em nhá. Bắn tôn thì anh lấy máy chuyên vít là ok rồi. Đấy, bắn tôn thì anh có thể dùng cái chuyên vít của Hukan này này, giá là 1.400.000. Đấy, hoặc là máy đầu kẹp 13 ly như này. Đấy. Cái gì ạ? Đặt máy khoan bên chị mà do chỗ em dịch. Thế hả bác? À, anh Mai Vàng Cần Thơ. Đặt máy khoan bên chị mà do chỗ em dịch lên, em ngại tiếp xúc với giao hàng, em không nhận được. Vậy hả anh Mai Vàng? À, chỗ bác thế thôi, chỗ bác đã hết dịch chưa? Chỗ bác đã hết dịch chưa ạ? Máy Saikyo chạy thử chỗ em, chỗ này nó lại hơi vướng lên này, em không có mang ổ điện vào đây. Anh Nguyễn Lân này, cái máy mài Saikyo này công suất của nó là 950W đấy, công suất cực đại, các bác xài cực khỏe luôn. Đấy, nếu như mà anh bắn vít thì anh lấy chuyên vít hoặc máy đầu kẹp như này nha anh Vinh ơi. Đầu kẹp thì anh lấy cái đầu 13 ly pin châu như này này, là anh bắn tôn, bắn vít thoải mái nhá. Magita 13 ly như này giá là em đang thanh lý cho các bác giá 1.000.000 nhá. Còn Magita nó là thân máy là động cơ từ không than, còn Daiwat là đầu 13 ly là động cơ có chổi than, thanh lý các bác giá 900. Vâng, ok anh Đặng Thắng ạ, ok anh Đặng Thắng. Anh gì nhỉ, anh Xứng ơi. Nếu như máy bào thì em lại không mang vào đây rồi. Máy bào anh đi vào Zalo em gửi mẫu máy bào cho anh Xứng nhá. Máy mài Saikyo là giá là 400.000. Là em bao ship cho các bác và tặng kèm theo cho các bác một cái lưỡi cắt gạch trị giá 50.000 như này. Bác nào chốt đơn để lại số điện thoại cho em luôn này. 400.000 một máy thôi. Các bác xài gia đình rồi các bác thợ làm công trình thoải mái cho em. Cái con máy này chổi than của nó lắp ở bên ngoài như này nhá. Các bác có thể tự thay than rất là đơn giản luôn. Pin Daiwat là anh cần cái pin loại nào? Anh Trần Tiến đi. Anh Trần Tiến là cần cái pin Daiwat loại nào ạ? Đấy, máy cắt tay của Saikyo chui ngắn nha. Máy mài pin Magita là em có luôn anh Liêm. Máy pin Magita là giá là 1.100.000, là công tắc cạnh ở trên sườn máy nhá. Thân máy một tấc và kèm theo hai pin 10 cell, hai pin châu 10 cell. Bu lông Magita là em có hai mẫu, hiện tại là em có 2-3 mẫu luôn đấy anh Cường. Bu lông Magita thì là em có mẫu 3 tấc như này. Đây. Đây là bu lông Magita này. Bu lông Magita loại 3 tấc nha. Chân pin phổ thông. Thanh thì các bác giá 950.000. Máy mài khuôn là 380 anh Minh Hải ơi. Đây là bu lông Magita này các bác này. Đây, bu lông Magita chân pin phổ thông như này nhá. Thanh thì các bác giá là 950.000. Đấy, 950.000 nhá. Và tặng kèm cho các bác thêm hai cái đầu chuyển vít và đầu chuyển khoan. Đấy, cái đợt này em còn cái số lượng ít nên là em sẽ tặng quà thêm cho các bác. Cái mã này em thanh lý gọi là giá sale cho các bác. Còn cái lô hàng mới về thì cái giá của nó thay đổi rồi và sẽ không có quà tặng nữa nha. Lên máy mài pin. À anh Phú ơi, vừa lấy em giới thiệu các bác mài pin rồi đấy. Vừa lấy em có giới thiệu mài pin của Daiwat cho các bác rồi. Đây, đây là mài pin của Daiwat này. Khoan pin 400 ngày em có luôn anh Tiến Hát rồi. Đây, mài pin đây. Mài pin đây. Đấy, mài pin của Daiwat là 1.100.000 nha. Đấy, các bác thể chốt mài pin của Daiwat 1.100.000 hoặc là mài pin Magita là 1.100.000. Máy 400.000 là các bác lấy máy 12V như thế này này. Bác Tiếng Hát ơi, bác Tiếng Hát đây. Máy 12V của Hitachi 400.000 đây. Có đèn báo pin nha. Đấy, còn 12V của Magita này cũng 400.000 này. Đấy, 400.000 đây. Đấy, 400.000. Còn đây là bu lông của Magita là 950.000 này. Bu lông của Magita là 950.000 là sẽ có đầy đủ cho các bác là một thân máy này, hai pin và một sạc, kèm theo hộp đựng máy, một khẩu mỏ bu lông 22, một dây đeo hộp đựng cho các bác. Giá là 950.000 nha. Đây là bu lông Magita điều chỉnh 3 nút tốc độ. Và em cảm ơn anh Tiến ạ. Bu lông Magita là điều chỉnh 3 nút tốc độ, giá là 950.000. Đấy, còn các bác muốn nó khỏe hơn, nó ok hơn thì các bác xài sang cái bu lông của Magita XR này nhá. Đây, BL. Đây là bu lông Magita BL, mã BL này, cái mã này đẹp lắm.
Máy này đẹp cực kỳ luôn. Bu lên của Mazda BL thì nó sẽ là pin chân pin 3 cạnh nhá, chân pin 3 cạnh. Giá là 1.150.000, 1.150.000, em miễn phí ship cho các bác và tặng kèm cho các bác thêm hai cái đầu chuyển, một cái đầu chuyển xăng vít và một cái đầu chuyển xăng khoan. Giá là 1.150.000. Đây là bu lông BL, bu lông BL nhá, bu lông của Mazda BL các bác. Các bác đọc cho em là mẫu bu lông Mazda BL mẫu 2021 nha. Đấy, còn cái mẫu này là mẫu 950 là chân pin phổ thông. BL nó sẽ là chân pin 3 cạnh. Đấy, các bác sử dụng con BL này nó khỏe hơn nhá. Bác là chốt cái mã nào thì cứ comment cái mã đấy lên giúp em là được. Đấy, các bác chốt đơn thì để lại số điện thoại giúp em xuống phía bên dưới nhá. Có để lại số điện thoại để nhà em sẽ có nhân viên alo tư vấn để chốt đơn cho các bác. Với lại có bác nào hỏi em cái máy mài khuôn phải không ạ? Đây là máy mài khuôn này các bác này. Đây là máy mài khuôn nha. Máy mài khuôn là 380.000 ạ. Mài khuôn là 380.000. Đây, máy mài khuôn đây các bác nhé. Mài khuôn bò xa này. Công suất là 400W này. Vòng tua là 3.000. Cái này vòng tua của nó là 32.000 vòng trên 1 phút nhá. 32.000 vòng trên 1 phút. Giá là 380.000. Chỗ than bên ngoài như này. Đấy, chỗ than bên ngoài công suất là 400W. Giá là 380.000 miễn phí ship cho các bác. Cái đầu máy của nó sẽ là đầu 10 ly như này này. Đấy, đầu khoan 10 ly nhá. Đây là máy mài khuôn mài chai. Có thể là điều chỉnh được 6 nút tốc độ ở đây. Có thể điều chỉnh được cái thân BL thì em không có anh Cường ơi, thân BL không có. Có thân cái mã chân pin phổ thông thôi, vì là BL về nhiều khi các bác pin của các bác không có lắp vừa. Đấy, em bóc cái thân chân pin phổ thông này ra thì là bán thân máy là 500.000, còn BL cái chân pin của nó không phải là chân pin phổ thông nhanh nhá. Đây là máy mài khuôn, máy mài chai này, giá là 380.000, không có phụ kiện đi theo nhá, chỉ có máy thôi, giá là 380.000. Bác nào vừa hỏi em máy mài khuôn đấy, các bác nào chốt máy mài khuôn thì comment số điện thoại lên cho em nhá. Đấy, có bác nào chốt mã nào thì để lại số điện thoại cho em là được. Các bác chốt đơn cứ để lại em xin số điện thoại các bác nhá. Bác để lại số điện thoại giúp em là được nha. Em còn mấy cái thân máy mài của Hitachi này các bác này. Thân máy mài pin của Hitachi này, em thanh lý các bác giá là 450.000 nha. Đây là thân máy một tốc nhá. Thân máy một tốc. Các bác sử dụng chân pin phổ thông như này này. Đấy, chẳng hạn như là các bác mà có những cái con máy khoan bu lông hay là khoan pin mà chân pin phổ thông rồi, các bác để mua về xài dùng. Đấy, chẳng hạn như là các bác có những cái con máy may tan này, cái quả pin mà chân pin phổ thông như này này là các bác thể dùng được nhá, lắp vừa vào đây. Đấy, giá thanh lý cho các bác là 450.000 một thân máy nha. Khi mà các bác mua thân máy thì nó sẽ không có theo pin và sạc nhá. Có bộ mài khuôn mà theo phụ kiện là mài trăm món thì tầm mấy nữa em mới có nha bác Minh ơi, tầm mấy nữa em mới có. Đấy, thân máy mài của Daiwat là 450.000 một thân máy. Khi mà các bác mua thân máy thì nó sẽ không có theo kèm pin và sạc. Đấy, pin và sạc là các bác phải mua riêng nhá. Mẫu BL mở được bu lông và bắn tôn bắn vít. Vâng đúng rồi anh Vinh ơi, BL là nó là đầu đây. À, BL nó vẫn là đầu bu lông 201 mà. Đây cái mã BL này là anh vừa bắn bu lông bắn vít được luôn. Nó có lỗ lục ra ở giữa như này này. Anh cắm vít vào đây. Đấy, cắm đầu vít vào đây bắn vít được nha. À, Đồng Lai là anh ở chỗ nào Đồng Lai anh Xuân Lê. Đấy, Đồng Lai thì nó chỉ có một vài điểm nó không đi được thôi, còn đa số là nó đi được rồi đấy. Để anh mà chốt thì anh cứ để lại số điện thoại đi để nhà em sẽ liên hệ với anh nhá. À, đây là thân mài pin của Hitachi. Em thanh lý cho các bác giá là 450.000, là không có theo pin theo sạc. Anh Minh là hỏi em cái phụ kiện gì ạ? Có phụ kiện nó tầm 500-550 tùy theo nhá anh Minh ơi, tùy theo. Đấy các bác mua thân máy thì sẽ không có theo pin theo sạc. Nếu như mà bác làm mà có sẵn máy khoan pin chân pin phổ thông rồi thì các bác mua thân máy về các bác xài chung nhá. Còn nếu như mà bác làm mà chưa có pin chưa có sạc thì các bác nhớ là phải báo bên em để mua thêm một quả pin hoặc hai quả pin nữa, một cái sạc nữa thì các bác mới sử dụng được nhá. Đấy, nhiều bác làm sao mà đặt mua thân máy xong rồi đến nơi bảo là không có pin, không có sạc, rồi không nhận hàng, rất là khó. Đấy, các bác mua thân máy thì là chỉ có thân máy thôi. Đấy, thân máy tức là nhiều những cái mẫu thân máy mà em bị lẻ mẫu ra nó bị thất lạc pin sạc thì em thanh lý rẻ cho các bác. Đấy, nên là bác nào mà có pin rồi thì các bác mua nha. Còn nếu như mà chưa có pin thì là các bác phải mua thêm pin nha.
Đây là cái súng bắn vít hơi này các bác này. Có bác nào quan tâm đến cái này không ạ? Anh Minh Hải cứ để lại số điện thoại trên anh Minh Hải. Đấy, đây là cái khoan gì ạ? Khoan ba chức năng là anh Long Nguyễn ơi, anh Long Nguyễn quan tâm khoan ba chức năng là khoan bi hay khoan điện nhỉ? Đây là cái súng bắn vít hơi này các bác này. Súng bắn vít hơi là 300.000 một cái nha. Đây là các bác sử dụng các bác lắp vào máy hơi nha. Bác lắp vào máy hơi nha. Giá là 300.000 một máy. Súng bắn vít hơi là 300.000 nha. Súng bắn vít hơi là 300.000. Các bác về các bác lắp vào máy hơi là các bác có thể sử dụng được nha. Giá 300.000. Để bác làm một em giới thiệu cái mã nào các bác comment xuống phía bên dưới hộ em nha. Chốt đơn thì các bác để lại số điện thoại cho em nha. Các bác chốt đơn nhớ để lại em số điện thoại nha. Dòng Vulcan thì những con nào chung chân pin vậy? Anh Bình hỏi em cái fan Vulcan mà chân pin phổ thông thì anh chỉ có lấy cái mẫu máy mài pin này hoặc là Vulcan X1, X7, X7, X1 là X7 này, X9 này, X8 là chân pin của nó, chân pin phổ thông ấy. Anh Hải ơi, em vẫn chưa thấy số. À em thấy rồi anh Hải, em thấy số anh Hải rồi nhá. Khoan điện, anh Long chờ em một chút xíu để em sẽ giới thiệu khoan điện cho anh luôn này. Đây là cái bộ đầu khẩu bu lông 1/2 10 món này các bác này. Bộ đầu khẩu bu lông 1/2 10 món đây, từ 8 đến 24 nó như này nhá. Giá là 250. 250 một cái hộp này là bộ 10 món, còn các bác lấy bộ 20 món là từ 8 đến 32 giá là 500. Máy BL có phụ kiện kèm theo không? Anh Vinh ơi, BL là BL Magica là 1.150.000. Đấy, đây là con BL. Đây là bu lông BL nha. BL Magica là 1.150.000 là em miễn phí ship hoàn toàn cho các bác. Đấy thì cái con này phụ kiện đi theo nó sẽ có là một thân máy. Vâng. X1 nó là pin phổ thông đấy anh Bình nhá. Đấy cái BL bu lông da Magica BL thì giá của nó sẽ là 1.150.000 nhá. 1.150.000. Có bao gồm là một thân máy, hai pin và một sạc. Anh Phú Lộc là muốn xem cái máy Magica nào đấy ạ? Súng bắn đinh, em có súng bắn đinh 3 phân hoặc 5 phân nha anh liền đi. 4 phân để anh lấy súng đinh 5 đi, giá là 500.000. Đấy bu lông BL phụ kiện sẽ là một thân máy này, hai pin, một sạc, một khẩu mở bu lông 22, một dây đeo hộp đựng. Và em tặng kèm thêm cho các bác một cái đầu chuyển xăng vít và một cái đầu chuyển xăng khoan nhá. Bác nào chốt thì cho em số điện thoại luôn này. Bác nào đang hỏi em cái máy anh Hồ ơi, cái bu lông may ta này nó là hàng Trung Quốc loại 1 nha anh nha, hàng Trung Quốc loại 1 ạ. Đây là khoan bê tông này, khoan bê tông 3 chức năng điện này. Bác nào đang hỏi em khoan bê tông 3 chức năng điện đây. Bê tông 3 chức năng điện thì các bác có thể sử dụng cho em máy Deadton hoặc là máy Bot hoặc là máy Saikyo nhá. Đây là khoan điện Deadton này các bác này, khoan điện Deadton 3 chức năng. Đấy, khoan 3 chức năng của Deadton này. Các bác sử dụng được 3 nút chức năng như này. Con này model của nó sẽ là DK2603C. Công suất là 1050W, đầu 2-26, vòng tua là 1180 vòng trên 1 phút nhé. Các bác sử dụng điện trực tiếp 220V và tần số là 50-60Hz. Đấy, giá của nó sẽ là 1.150.000 đồng. Nó sẽ có nguyên bộ sản phẩm cho các bác. Một thân máy này, hai pin. À em xin lỗi, máy điện sao phải pin trời. Máy điện thì nó sẽ con đây, con Deadton này này nó sẽ có nguyên bộ cho các bác là kèm theo là nguyên hộp nha. Nguyên bộ sản phẩm là có một máy này, một tay cầm này, ba mũi khoan và hai mũi đục kèm theo hộp đựng máy đầy đủ cho các bác, giá là 1.150.000. Đấy cái này nó là hàng Deadton, hàng chính hãng, logo dập nổi như này, bao cho các bác làm công trình thoải mái nhá. Giá là 1.150.000. Đấy còn các bác mà muốn giá hợp lý hơn thì các bác sử dụng sang máy Bot cho em. Máy Bot này, đây là máy bê tông Bot 3 chức năng đầu gài. Đấy con này thì giá của nó sẽ là 650.000. Em đang thanh lý là cái mức giá là không có vỏ hộp nha. Không có vỏ hộp đựng máy, chỉ có máy với tay cầm thôi. Giá của nó sẽ là 650.000. Còn các bác muốn có vỏ hộp thì các bác báo bên em kiếm thêm vỏ hộp cho các bác. Và em trả anh Tuấn Ngô nhé. Con Bot này mà các bác lấy cả vỏ hộp thì là 720, còn không lấy vỏ hộp thì là 650 nhá. Đấy, giá này em bao ship cho các bác luôn. Còn đây là khoan điện này, khoan điện khoan tay đầu 10 ly.
Mài 125 điều tôi em không có anh Dũng ơi. Mài điều tôi em có mài một tấc thôi, còn một tấc 25 thì em không có. Đây là khoan điện Deadton đầu 10 ly, giá là 490.000 nha các bác. 490.000 khoan điện Deadton đầu 10 ly tự siết đầu nhựa như này cho em. Đấy, con này thì hàng logo dập nổi nha, hàng chính hãng logo dập nổi như này. Công suất là 550W này. Đấy. Model là DKID550, giá là 490.000. Máy Deadton 10 ly nha. Các bác chuyên bắn tôn này, bắn tôn bắn vít này, các bác chuyên bắn tôn nhiều thì các bác sử dụng đầu 10 ly cho em. Giá là 490.000. Còn các bác mà muốn máy to hơn ý, để các bác xài gia đình nó có búa thì các bác sử dụng sang đầu 13 ly nhá. Đầu 13 ly là 550.000. Đây, để em giới thiệu cho các bác cái con đầu 13 ly luôn này. Deadton khoan tay này em có đầu 10 ly hoặc đầu 13 ly. 10 ly sẽ là 490. Còn 13 ly nha, 13 ly giá của nó sẽ là 550 nha các bác nhá. 13 ly là 550. Đây là khoan 13 ly này các bác này. Đấy, khoan 13 ly thì nó sẽ có búa. Anh Phú ơi, mài Bimeta là em có luôn. Mài Bimeta là 1.100.000 nhá. Là máy sử dụng công tắc ở trên cạnh máy ạ. Công tắc ở trên cạnh máy nha anh nhá. Mài Bimeta là 1.100.000. Công tắc ở trên cạnh máy cho em. Đây là khoan Deadton 13 ly này các bác này. Khoan Deadton 13 ly. Đấy, Deadton 13 ly thì nó sẽ có đi theo là một tay cầm phụ như này cho các bác. Bulong Vulcan X1. Đúng rồi anh Thảo ơi, Bulong Vulcan X1 này. Vulcan X1 nó là đầu Bulong rộng như này nhá. Đây, con Vulcan X1 này xài ngon lắm. Con này nó sẽ có theo là hai quả pin trơn, một quả 10 cell và một quả 15 cell. Thế hả anh Bình? Đây, Bulong Vulcan X1 là đầu Bulong kiêm vít nha. Bulong 201 nha anh Thảo ơi. Trên pin phổ thông nên xài tiện lắm. Các bác có hai quả pin trơn, một quả 10 cell, một quả 15 cell. Đấy, và giá là 1.300.000 là có quà tặng nhá. Các bác không lấy quà tặng em tính 1.200.000 thôi. Đấy, bác là chốt Bulong Vulcan X1 thì comment cho em luôn này. Đây là khoan điện Deadton đầu 13 ly. Con này nó sẽ có búa nhá. Có búa các bác xài gia đình ok. Đấy, hoặc là các bác thợ mà cần con máy to để có thể là lắp được cái mũi khoan. Cái mũi khoan 13 ly thì các bác xài cho Deadton 13 ly. Giá là 550 một máy, kèm thêm một tay cầm phụ này cho các bác này. 550 nhá. Giá 550. Bao ship tận nhà cho các bác. Đấy, bao ship tận nhà. Các bác nhận hàng, các bác được kiểm tra hàng trước khi thanh toán cho em. Giá là 550 một máy. Đây, để tiếp theo em sẽ review các bác một số các dòng máy mài điện nhá. Máy mài điện này. Đây, cái khoan 13 ly này em có cả khoan Huka này các bác này. Đây, con Huka 13 ly đây. Huka điện 13 ly nha. Khoan điện Huka 13 ly sale cho các bác giá 520 nhá. 520. Cái này em còn mấy bộ nữa nhá. Vulcan 13 ly em còn mấy bộ nữa. Em sale các bác giá là 520 một máy. Cái này hàng Vulcan chính hãng nhá. Các bác xài ngon cực kỳ luôn. 520 nhá. Máy và tay cầm đầy đủ nhá. Đây, cái này có theo máy và tay cầm đầy đủ cho các bác. Đây là Vulcan, hàng logo dập nổi luôn nhá. Đấy, rất là đẹp. Cái này hàng chính hãng nên là các bác xài lấy yên tâm luôn này. Kèm theo là có cái tay cầm phụ như này luôn này các bác này. Kèm theo tay cầm phụ luôn này. Đấy, Huka này. Huka 13 ly này các bác này. Huka 13 ly. Đấy, mã Huka 13 ly là em sell cho các bác giá 520.000 một bộ nha. Công suất của nó sẽ là 750W. Vòng tua là 2.800 vòng trên 1 phút nhá. 520.000, đây là khoan điện Huka đầu 13 ly. Khoan Huka đầu 13 ly 520.000. Giá này là các bác được bao ship tận nơi rồi. Nhận hàng được kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Anh Khanh ơi, cái máy mài đây bát hay là sao ạ? Anh Khanh hỏi em phụ kiện của máy mài đây bát hay là sao ạ? Mài pin của đây bát thì nó sẽ có phụ kiện là một thân máy 2 pin 1 sạc, kèm theo là ốp bảo vệ tay cầm và tay mở lưỡi đầy đủ cho các bác luôn. Đấy, còn đây là con máy khoan dẫn lúc đầu 13 ly này các bác này. Khoan dẫn lúc đầu 13 ly. Đấy, con này cực ngon luôn nha. Cái này là em hết rồi, cái này bây giờ là không có nữa đâu. Cái này là em còn hình như là còn đúng một bộ thôi, còn duy nhất một bộ này thôi. Bác là chốt thì là nhanh tay này. Zenbook 13 ly nhá, giá 500. Giá gọi là giá cũ chứ bây giờ các sản phẩm nó đều lên giá rất là cao nhá.
sản phẩm nói chung là bây giờ trên thị trường thì các máy móc thì nó đều lên 10% giá ra rồi. Đấy, đây là con máy Zloop. Em còn đúng một bộ duy nhất thôi. Giá 500.000 này, bác nào chốt thì cho em số điện thoại này. Đây là Zloop 13 ly nhá. Zloop 13 ly này, cũng có máy và tay cầm cho các bác này. Có máy và tay cầm, máy rửa xe bim đang hết nha anh Nam ơi, máy rửa xe bim đang hết. Đấy, đây. Đây là khoan Zloop 13 ly này các bác này, có búa nha. 13 ly thì con nào nó cũng đều có búa hết. Và có điều chỉnh tốc độ này. Có đảo chiều đầy đủ cho các bác luôn. Zloop 13 ly là 500.000 một máy nhá. Cái này em còn duy nhất một bộ thôi. Riêng với Zloop là còn đúng một bộ thôi. Nên là bác nào chốt thì là phải nhanh tay để mới chốt được con máy này. 500.000 nhá. Zloop 13 ly là 500.000. Giá em bao ship cho các bác rồi. Đấy, cái này thì các bác về các bác xài gia đình hoặc các bác làm thợ công trình thoải mái luôn. Xài rất là tuyệt vời. Tuyệt vời mặt trời luôn các bác. Đấy, bác là chốt máy khoan Zloop 13 ly thì comment cho em luôn này. 500.000 nha, còn đúng một bộ duy nhất thôi. Đúng một bộ duy nhất luôn. Vâng, anh Nguyễn Đốc Tờ ơi, cái mỏ hàn ngâm là 240.000 này. Thiếc là 3.000 một lạng này. Cái gì ạ? Bác hỏi em gì đấy ạ? Bác Phú Lộc, bác Thảo. Bác Thảo mà chốt cái X1 thì để lại số điện thoại em nhá. Bác Thảo mà chốt cái X1 thì để lại số điện thoại cho em nhá. Anh nhận được hàng rồi, em cảm ơn anh Trúc Trần nha. Anh cảm ơn anh Trúc Trần ạ. Đấy, bác Thảo mà chốt cái X1 thì cứ để lại em xin số điện thoại là được. Có chốt đơn nhớ để lại số điện thoại em nhá. Đây, cái này là con máy mài của Bada này các bác này. Mài Bada này. Các bác mua máy mài bi và mài điện thì nó đều có phụ kiện đi kèm đầy đủ cho các bác là tay cầm phụ này, ốp bảo vệ và tay mở lưỡi như này nhá. Nó sẽ có phụ kiện đầy đủ như này cho các bác luôn này. Đấy, mài Mazda này. Mài Mazda công suất là 840W. Cái mã này em thanh lý các bác giá là 400.000 một máy nhá. 400.000 một máy mài Mazda. Nó sẽ có công tắc cạnh ở trên sườn máy như này, gọi là công tắc bật ở trên cạnh máy hoặc là công tắc gạt dưới đuôi máy nhá. Giá là 400.000 một máy. 400.000 một máy. 8. Và ok anh Nguyễn Đốc Tò ạ. Ok anh Nguyễn Đốc Tò nha. Đây bác là chốt máy mài Mazda thì comment xem này. Thân body của đây bác thì không có ốp bảo vệ đâu anh Khanh ơi. Thân lấy em số thẻ của anh Nguyễn Đốc Tò. Anh để chữ số kìa, chắc khó tìm lắm. Đây, bác là lấy máy Mazda này thì comment em này. Mazda là công tắc bật này. Mazda công tắc bật nhá. Có công tắc bật hoặc công tắc đuôi nhá. Này công tắc bật hoặc công tắc đuôi. Của anh Nguyễn Đốc Tò ấy. Anh vừa để cả số và chữ 0858. Máy mài Mazda là có công tắc cạnh hoặc là công tắc đuôi. Đấy bác làm chốt cái mã nào mà công tắc nào thì bác cứ báo bên em. Nó có công tắc cạnh hoặc là công tắc đuôi nhá. Giá là 400.000 một máy và em vẫn tặng kèm cho các bác là một cái lưỡi cắt gạch trị giá là 50.000. Đấy, tặng kèm thêm một cái lưỡi cắt gạch trị giá 50.000. Mazda là 400 nhá. Đấy các bác chốt Saikyo này hoặc là Mazda này hoặc là T-Max này. Giá là 400.000 một máy nhá. 400.000 một máy. Đấy bác là chốt máy nào thì cầm lên máy đấy lên cho em này. Còn bác làm muốn hỏi em cái mẫu nào đúng không ạ? Bác làm muốn hỏi em cái mẫu nào các bác comment hỏi em nhé. Vâng ok anh Thảo Hồ nha. Cảm ơn anh Thảo Hồ ạ. Xin cảm ơn bác Thảo Hồ rất là nhiều nha. Đây là máy mài Magute này các bác này. Để bác nào quan tâm máy mài Magute em ạ. Mài Magute nha. Đây là máy mài Magute có chỉnh tốc này, máy chui dài này. Anh Khang ấy chắc là nhà em chưa đọc được ấy, hay là nó bị trôi. Anh chấm chấm hộ em một cái đi cho nó lỗi tin nhắn lên nhé, để nhà em chốt đơn cho anh. Đấy, đây là máy mài Makute có chỉnh tốc, máy chui dài.
giá là 650.000 một máy nhá. Đó là chốt máy mài băng te chỉnh tốc thì comment của em này. Mài băng te chỉnh tốc là em sẽ có hai mẫu nha, một mẫu là chui ngắn công tắc cạnh và một mẫu là chui dài công tắc bóp. Đấy, nó sẽ đồng giá nhau là 650.000 trên một máy nhá. 650.000 trên một máy và em tặng kèm cho các bác thêm một cái lưỡi cắt gạch trị giá 50.000. Thanh lý máy cắt gỗ em có nhanh cái ơi. Máy cắt gỗ lưỡi 185 để em có luôn. Anh lấy cho em một con cua tên mắc 185 vào đây đấy. Đây là máy mài chỉnh tốc của Maute chui dài này các bác này. Đấy, đây. Mài Maute chui dài như này nhá. Đây là máy mài Maute chui dài. Cái này các bác có điều tốc ở đây này, điều tốc được 6 nút tốc độ ở đây nhá. Công tắc móc cò như này. Sử dụng rất là an toàn. Thử tiện đi theo cho các bác này, một tay cầm này, một tay bỏ lưỡi này. Đấy, và một gốc bảo vệ nhá. Đây đủ phụ kiện cho các bác nhá. Giá là 650.000. Giá là 650.000 một máy nhá. Máy mài chỉnh tốc Maute nhá. Máy Maute chui dài có chỉnh tốc này. 9553B là 1 triệu bao ship nha anh Dương ơi. Mài Maute chỉnh tốc chui dài 650.000 bao ship và tặng cho các bác cái lưỡi cắt gạch trị giá 50.000 luôn nhá. Đó là chốt để là điện thoại cho em. Em có chui ngắn hoặc chui dài nhá. Đấy là chui dài, còn chui ngắn thì các bác lấy cái mẫu này. Đồng giá nhau luôn, công suất là 850W nha các bác. Công suất là 850W. Đây chui ngắn thì là cái mẫu này này. Đây là mẫu chui ngắn này. Đây là mài Maute chui ngắn có điều chỉnh tốc nhá. Có điều chỉnh tốc ở dưới đuôi như này. Các bác điều chỉnh được 6 nút tốc độ này. Công tắc ở trên cạnh máy nhá. Công suất là 850W. Máy một tấc nha. 100% là hàng dây đồng cho các bác. Đấy, giá là 650.000 một máy nhá. 650.000 một máy bao ship và tặng kèm cho các bác một cái lưỡi cắt gạch trị giá 50.000. Đấy, còn nếu như mà các bác mà quan tâm máy cưa vậy không ạ? Đây là máy cưa của T-Max này các bác này. Cưa của T-Max này. Cưa của T-Max là thanh lý các bác giá 750 nhá. Cưa của T-Max là 750 này. Đây. Đây là máy cưa của T-Max 750.000. Kèm theo là có một cái lưỡi cưa gỗ 185 cho bác luôn, công suất là 1500W nhá. Công suất là 1500W. Đấy, cái này là vòng tua của nó là 6.000 vòng trên 1 phút. Các bác sử dụng lưỡi đường kính phi 185. Đấy, chỗ than bên ngoài như này. Mẫu mã rất là đẹp và chắc chắn luôn này các bác này. Đây. Súng đinh đẽo không có anh Thái ơi. Cái cưa của T-Max là 750 nhá. Các bác có thể là sử dụng bỏ này ra em ấy. Cưa của T-Max là 750 này hoặc là cưa của Hukan nhá. Đây là cái cưa của Hukan là 880.000. Cưa của Hukan là 880.000 nha các bác nhá. Cho máy ở đây em lại không có ổ điện để cho máy chạy thử bác Tài ơi. Chú bảy của em nó hơi chậm. Các bác thông cảm với em nhé. Đấy, đây là cưa của Hukan này các bác này. Cưa của Hukan là 880.000. Đấy, tất cả đều là sử dụng lưỡi, các bác sử dụng T-Max hay là Hukan đều là sử dụng lưỡi cưa 185 hết. Đây. Hukan nhá, Hukan màu vàng nhá. Công suất đều là 1500W, vòng tua 6.000 vòng trên 1 phút. Cái nào là cũng đều có một cái cứng như thế này và một cái đĩa cắt gỗ phim 185 như này này. Em có bao ship rồi anh Thành ơi, có bao ship rồi anh Thành nha. Đấy, bác nào chốt cơ Hukan thì comment cho em này. Máy cắt gỗ pin này em có luôn anh Tuấn này. Máy cắt gỗ pin này em có máy cưa xích hoặc là cái thân máy cưa 125. Thân máy cưa để 125 của Hukan là 950 một thân máy nha. Hoặc là các bác lấy nguyên bộ nhá. Nguyên bộ cưa xích pin này. Đây em có nguyên bộ cưa xích pin như này. Đây là nguyên bộ cưa xích pin này. Cưa xích pin 750 này. Nguyên bộ nha. Đấy. Đây là nguyên bộ cưa xích pin như này các bác này. Đấy, nó sẽ có một thân máy như này nhá. Một thân máy. Hai pin nhá. Cái pin này là pin sử dụng chân pin phổ thông. Đấy các bác, cái đi theo máy này là pin của pin 5 cell. Nhưng mà ngoài ra các bác lắp những cái quả pin 10 cell, 15 cell vào vẫn được. Là sao hả anh Đỗ Tấn ơi? Đây là máy cưa xích pin này. Có một thân máy, có chổi than nhá. Một pin, hai pin, có hai pin. Đây hai pin 5 cell như này. Nhưng mà cái pin của nó là chân pin phổ thông. Nếu như mà về mà các bác sử dụng, các bác lắp vào những cái quả pin 10 cell, 15 cell các bác vẫn dùng được luôn nhá. Đấy, em chào anh Đình Hùng nhá. Chào anh Đình Hùng nhá. Có hai pin như này các bác nhá. Hai pin này, một sạc nhá. Có một sạc.
Và nó sẽ có hai cái lam cho các bác này, hai cái lam và hai cái thích nha, hai cái lam. Đây, một lam ngắn, một lam dài. Có một lam ngắn, một lam dài như này nha các bác nhá. Một lam ngắn, một lam dài. Kèm theo là sẽ có hai cái xích cho các bác này. Một cái tô vít này. Đấy. Và một cái khóa mỏ này. Nói chung là phụ kiện đi kèm đầy đủ. Giá là 750.000 một bộ nha các bác. 750.000 một bộ nha. Có hai pin, hai lam, hai xích. Chân pin là chân pin phổ thông, đi theo máy là có hai quả pin 5 cell, rất là nhỏ gọn. Nếu như mà về các bác sử dụng đây. Đây là cái quả pin theo máy là pin 5 cell nhá. Các bác muốn những cái pin dung lượng lớn hơn ý, thì các bác về các bác có những cái quả pin 10 cell như này này. Cái quả pin chân pin phổ thông như này, pin 10 cell hoặc 15 cell các bác vẫn đều có thể lắp được. Đấy, đây. Các bác lắp vào pin 10 cell nhá. Hoặc là những cái quả pin 15 cell ấy. Ví dụ như là bác nào mà có con Hukan X1 như này này, nó có cái quả pin 15 cell như này này, các bác vẫn có thể dùng được cho cái thân cưa này luôn. Đây. Đấy. Các bác mua nguyên bộ cưa là 750 nhá, là sẽ có một thân máy hai pin 5 cell, hai lam, hai xích là 750 một bộ thôi. Còn bác nào mà có những cái quả pin 10 cell hay là pin 15 cell rồi thì các bác muốn hợp lý giá hơn thì các bác mua cái thân máy em vẫn bóc ra. Để em bóc ra bán một cái thân máy là 380 nhá. 380 một cái thân máy thì là các bác chỉ có thân máy và một lam một xích thôi. Đấy, còn mua nguyên bộ thì là theo hai quả pin 5 cell thì giá là 750. Còn mua thân máy là 380 nhá. Để bác nào chốt như nào thì báo cho em luôn này. Đấy, đây là bộ cơ xích pin nhá. Cái bộ này dài nhá. Giá 750 một bộ thôi nhưng mà các bác có hai cái lam và hai cái xích. Đấy, cái lam của nó thì dài tầm hơn 10 phân nhá. Lam dài tầm hơn 10 phân, một cái lam ngắn, một cái lam dài. Một cái lam ngắn nó tầm 9 phân, của lam dài tầm hơn 10 phân. Tiếp theo này để em giới thiệu các bác cái con mài chỉnh tốc của DCA nhé. Đây là máy mài chỉnh tốc của DCA này. Bu lông bi này anh cần cái loại bao tiền anh Tuấn này. Bu lông bi em có nhiều loại lắm. Bu lông bi nào hôm nay em thanh lý cái mã bu lông của Hitachi này là 750 nhá. Hôm nay em thanh lý mã bu lông của Hitachi là 750, là có một thân máy hai quả pin một sạc. Đấy, đầu máy là đầu bu lông rộng như này, bu lông 2 trong 1. Đấy, các bác lắp được khẩu bu lông 1/2 và có lỗ lụt ra ở giữa để cắm vít như này. Em thanh lý giá là 750, là có một thân máy hai pin với cả một sạc này, một khẩu 22, một dây đeo và một hộp đựng nhá. Giá là 750 một bộ. Thân máy là chạy động cơ từ thân chổi than này, điều chỉnh được 20 tốc độ này. Đảo chiều qua có chế độ tự ngắt để tránh rung ốc luôn. Giá là 750.000 nhá. Đây là bu lông của Hitachi, cái bu lông Hitachi. Hoặc là các bác sử dụng sang bu lông Maita này. Đây là bu lông của Maita này. Bu lông của Maita, cái mã chân pin phổ thông thì em thanh lý các bác giá là 950.000 nhá. Là có một thân máy này, hai pin và một sạc, một khẩu mỏ bu lông 22, một dây đeo, một đựng. Và ngoài ra là em tặng thêm cho các bác là một cái đầu chuyển sang vít và một cái đầu chuyển sang khoan. Giá là 950.000 nhá. Bao ship tận nơi cho các bác. Đấy, còn khỏe hơn thì các bác lấy sang cái bu lông BL này, bu lông Maita BL này. Đấy, bu lông Maita BL giá là 1.150.000 và tặng kèm theo cho các bác cái đầu chuyển sang vít và đầu chuyển sang khoan nhé. Giá 1.150.000. Đấy. Hoặc là đây là bu lông Huka này các bác này. Bu lông Huka X1 này, body máy mài đai vắt. Anh Khanh ơi, cái body đai vắt nó không có ốp bảo vệ. Nhưng mà anh lấy cả như thế em tính giá 500 nha anh Khanh, em bóc máy ra cho 500.000. Đây là bu lông Huka X1 Pro các nhá. Mã này em thanh lý dọn kho cho các bác là 1.3.000. Đấy, 1.3.000 là sẽ có bao gồm là một thân máy này, hai quả pin, có một quả pin 10 cell, một quả pin 15 cell, một sạc bàn, một khẩu 22, một dây đeo, một đựng. Ngoài ra là em tặng thêm cho các bác máy hút bụi em còn anh Quỳnh ơi, máy hút bụi em còn luôn. Đấy, ngoài ra là em tặng thêm cho các bác là một cái đầu chuyển sang vít này, một cái đầu chuyển sang khoan này và một cái bộ khẩu 7 cái nhá. Bộ khẩu 7 cái. Đấy, cái bộ khẩu như này này, em tặng cho các bác cái bộ khẩu như này. Tặng cho bác riêng cái con Huka X1 này, em tặng cho các bác cái bộ khẩu này.
Còn mấy cái con game thanh lý rẻ rồi nên không có tặng thêm nhá. Con X1 thì là em sẽ tặng cái bộ khẩu 7 cái như này, từ 5 đến 12 không có 7. Đấy, và tặng thêm một cái đầu chuyển sang vít và đầu chuyển sang khoan nữa, là tính giá cho các bác là 1,3 triệu. Đấy, còn các bác mà không lấy quà tặng thì trừ đi thì em tính giá 1,2 triệu nhá. Đây là con Hoka X1 bu lông nhá, bu lông Hoka X1. Đấy, còn các bác muốn khỏe hơn ý, để các bác có thể là bắn được những cái con bu lông to cỡ lớn thì các bác dùng sang cái con Lavara này nhá. Đây là bu lông Lavara. Bu lông Lavara thì là máy mài rẻ nhất, là anh cần máy mài pin hay mài điện hả anh Hoàng ơi? Anh Hoàng ơi, nếu như mà máy mài rẻ nhất thì anh dùng cái con máy T-Max hoặc là cái con Saikyo giá 400 ngàn nhá. Công tác gạt đuôi này, giá 400 ngàn bao ship tặng kèm theo cái lưỡi cắt gạch trị giá 50 nghìn. Đây là máy bu lông Lavara, đầu bu lông đặc nhá. Đấy, đầu bu lông đặc này là sao nhỉ anh Tấn ơi? Đầu bu lông đặc là giá là 2 triệu bu lông Lavara. Con này thì cái lực xiết của nó cực khủng nhá. Lực xiết là 880 N nhá. Con này là lực xiết lớn 880 N. Nếu như bác nào cần cái con máy mà bắn những cái con bu lông cỡ lớn thì các bác sử dụng con Lavara là cho em. Pin 15 cell là em có pin của Mayta nha anh Quang ơi. Giá là 450.000 một pin nhá. Pin 15 cell của Mayta, pin sáng. Bu lông của Lavara này giá 2 triệu này, bu lông Lavara là giá 2 triệu. Là em bao ship và tặng kèm cho các bác một cái đầu chuyển sang vít và một cái đầu chuyển sang khoan luôn nha. Là bu lông Lavara, nó là đầu bu lông 1/2 bu lông đặc luôn nhá. Giá là 2 triệu. Đấy là theo hai quả pin 10 cell nhá, pin 3 cạnh. Cái pin này nó là chân pin 3 cạnh nhá, chân pin 3 cạnh các bác nhá. Đấy, còn đây là con máy bu lông của Asake này. Đây là bu lông của Asake. Con này thì cực khỏe luôn, con này cực khủng luôn đấy ạ. Đấy, lực xiết là 980 N nha. Bu lông Asake là lực xiết là 980 N. Đi theo máy là có hai quả pin châu 15 cell cho các bác. Pin là chân pin 3 cạnh nhá. Đầu máy là đầu bu lông đặc như này. Các bác mà chốt máy bu lông Asake là em sẽ tặng thêm cho các bác một cái đầu chuyển sang vít và một cái đầu chuyển sang khoan. Giá là 2 triệu một máy nhá. 2 triệu một máy bao ship tận nhà các bác. Đấy, còn đây là máy mài chỉnh tốc của DCA này các bác này. Mài chỉnh tốc của DCA là giá là 750 một máy nha. Bác là chốt máy nào thì cứ comment số điện thoại kèm theo mã sản phẩm cho em. Đây là mài chỉnh tốc của DCA này các bác này. Mài chỉnh tốc của DCA là sẽ có phụ kiện đi theo cho các bác này. Tay mở lưỡi này, tay cầm này, và một ốp bảo vệ như này nha. Đấy, có ốp bảo vệ như này cho các bác luôn. Giá là 750.000 nha. 750.000. Con này thì công suất của nó sẽ là 1020W. Model là ASM10-100. Giá 750.000. Có điều chỉnh được tốc độ nha. Con này vừa điều chỉnh được tốc độ và có chức năng khởi động mềm cho các bác luôn. Giá 750.000. Đấy, con này nó vừa điều chỉnh được 6 nút tốc độ và có chức năng khởi động mềm. Khi mà các bác cắm máy vào điện nó sẽ chạy từ từ trước, sau đó nó mới nhanh dần lên thì các bác làm nó sẽ không bị giật mình. Rất là ok luôn ạ. Giá 750.000 nha. Mài chỉnh tốc DCA là 750.000. Máy mài 250.000 em hết rồi anh Hoàng ơi. Hiện tại bên em còn máy mài 400.000 là giá hợp lý nhất nha. 400.000 bao ship và tặng kèm các bác lấy các gạch trị giá 50.000. Để anh Quang mà quan tâm chốt pin 15 cell của Mayta thì để lại số điện thoại cho em nhé. Pin 15 cell của Mayta là 450.000 em miễn phí ship cho các bác. Đấy, bác nào chốt máy mài chỉnh tốc thì để lại số điện thoại cho em này. Mài chỉnh tốc của DCA nhá. Còn đây là máy mài Deadton này các bác này. Mài Deadton nha. Đây, mài Deadton là 560.000 thôi nhá. Mài Deadton là 560.000. Đây. Mài Deadton này em có mã là công tắc cạnh hoặc là công tắc đuôi, 560.000 một máy nhá. Đấy, đi theo sẽ có vẫn có phụ kiện đầy đủ, tay cầm, tay mở và ốp bảo vệ cho các bác. Đấy, con này model của nó sẽ là DKAG1100S. Đây. Cái mã này là máy có chỉnh tốc nha, em xin lỗi em nhầm rồi. Cái mã này là có điều chỉnh tốc nha. Có điều chỉnh tốc giá là 700. Đấy, còn cái mã mà không có điều chỉnh tốc ấy thì giá của nó là 560. Còn máy chỉnh tốc thì giá là 700 nhá. Chỉnh tốc là em có máy chỉnh tốc chuôi ngắn hoặc là chuôi dài. Đây là máy chỉnh tốc chuôi ngắn này. Đây là mài Deadton chỉnh tốc chuôi ngắn. Model của nó sẽ là DKAG1100S. Tăng đơ rẻ nhất là 200 anh Hoàng ơi. Tăng đơn rẻ nhất là 200.000 của Zichen nhé. Tăng đơn Zichen là giá là 200.000 là rẻ nhất rồi. Em chào anh Hùng. Anh Nhung.
anh Nhung ơi, em có mài pin của Daiwatt này giá 1.100.000 đúng không ạ? Em mài pin của Daiwatt này, anh Nhung ơi. Mài pin của Daiwatt 1.100.000 nhá. Đấy, có một máy hai pin một sạc luôn. Đây là máy mài chỉnh tốc của Deadtone giá 700 này các bác này. Chỉnh được 6 nút tốc độ nhá. Công tắc bật trên cạnh máy như này. Thân máy một tốc trên nhá. Giá là 700.000 một máy, tặng kèm theo cái lưỡi cắt gạch trị giá 50.000 cho các bác. Để bác là chốt máy mài chỉnh tốc của Deadtone thì còn mẹ em luôn này. Mài chỉnh tốc của Deadtone là 700.000. Đây là mài chuông ngắn công tắc bật nha. Hoặc là các bác có thể là sử dụng sang cái mẫu mài chuôi dài của chỉnh tốc của Deadtone. Đấy, mài Deadtone chỉnh tốc là có hai mẫu chuôi ngắn và chuôi dài. Cái chuôi ngắn này là công tắc bật giá là 700, chuôi dài là công tắc bóp giá cũng 700 luôn. Đây là chuôi ngắn này, chuôi dài đây các bác này. Đây máy chuôi dài đây, chuôi dài đây. Vẫn ok anh Hoàng nhá, ok anh Hoàng. Đây là mài chỉnh tốc chuôi dài này. Cái tăng đơ là như này đấy anh Hoàng ơi. Tăng đơ của Duy Trang đây ạ. Vâng, anh Ngáo ơi, anh Ngáo chốt máy mài pin để lại số điện thoại em nhá. Đây là tăng đơ của Duy Trang nhá. Tăng đơ của Duy Trang là có một máy này, một luộc này, bốn cữ và một sạc, một lọ dầu này. Giá là 200.000 nhá. Đấy, bác là chốt tăng đơ hớt tóc thì comment em luôn này. Tăng đơ hớt tóc là Duy Trang là 200.000 nhá. Em có Duy Trang hoặc là G5 hoặc là Samsung nhá, có nhiều loại lắm. Duy Trang thì là cái mức giá hợp lý nhất là 200.000, là nó chỉ có một pin thôi. Còn các bác muốn có hai pin ấy, quả pin nó xài được lâu thì các bác dùng sang cái mẫu 207 là của G5 nhá. Tăng đơ G5 là 207 là có hai quả pin luôn ấy. Đây để em giới thiệu cho các bác cái tăng đơ G5 này. Đây là cái mẫu tăng đơ G5 này. Duy Trang là 200 này. Còn mẫu G5 của nó sẽ là 207 nhá. Và ok anh Duy lên chờ em một chút ạ. Anh Duy lên chờ em một chút nhá. Đây là tăng đơ G5 này. Và anh Hoàng lên một chút Duy Trang để lại số điện thoại em nhé. Tăng đơ G5 là 270. Đấy, G5 là các bác có hai pin. Cái pin của nó pin phổ thông, pin 3.7V như này. Một pin bên ngoài và một pin trong máy. Đấy, đây là tăng đơ G5. Có 40 cữ nhá. Một cái sạc, một lọ dầu, một cái chổi. Giá là 270. Đấy, còn ngon nữa thì các bác lấy Samsung thì cái quả pin cực khủng luôn là 300. Em có 3 mẫu tăng đơ hớt tóc nha các bác. 3 mẫu tăng đơ hớt tóc. Các bác lựa chọn mẫu nào comment cái mẫu đấy cho em. Các bác chốt đơn để lại em số điện thoại nhỉ. Chốt đơn các bác để lại em số điện thoại này. Đấy này, tăng đơ G5 nha. Mài chỉnh tốc của Deadtone chuôi dài này các bác này. Mài Deadtone chỉnh tốc, mài chuôi dài giá là 700 luôn này. Mài chuôi dài. Mài chuôi dài chỉnh tốc của Deadtone giá là 700. Phụ kiện đi kèm tay cầm, tay mở và ốp lưới bảo vệ đầy đủ cho các bác này. Đây, 700.000. Có điều tốc ở trên lưng máy như này nhá. Điều chỉnh được 6 nút tốc độ, công tắc bóp như này. Đấy, con này nó sẽ có model là DKAG950S. Công suất là 950W, vòng tua là 11.000 vòng trên 1 phút này. Sử dụng điện trực tiếp 220V và tần số là 50-60Hz. Giá 700.000 nhá. Máy mài Deadtone có chỉnh tốc, máy chuyên dài công tắc bóp như này cho em. Giá 700.000 này. Để bác là chốt máy mài chỉnh tốc thì comment em nhé. Hôm nay thì em có đủ các loại máy mài chỉnh tốc này đó. Máy DCA này, máy Deadtone này, máy Mavite này. Có đủ hết các loại nhỉ. Bác là đang hỏi em máy Hà đúng không ạ? Máy Hà gia đình thì các bác xài cho em cái con máy Kenmax này đi ạ. Mài Kenmax này. Đây. Đây là máy mài, máy hàn nhá, máy hàn Kenmax. Máy hàn Kenmax này. Máy hàn Kenmax thì sẽ đi theo đầy đủ cho các bác là dây hàn, kìm hàn và kẹp mát nhá. Đây máy rất là nhỏ gọn đấy. Giá 999 nha. 999 ngàn nhá. Máy hàn Kenmax. Máy hàn siêu mini luôn. Đây. Đây là máy hàn Kenmax này các bác này. Máy hàn Kenmax là 999 ngàn. Đấy, đây. Giá 999 ngàn. Mài pin á. Và ok anh Ngáo, anh Ngáo chờ em một chút. Đây. Máy hàn Kenmax là 999 nghìn nha. Máy siêu mini luôn. Đấy, rất là nhỏ gọn nhá. Lặng 2,2 kg. Nhưng mà cái này nó đầy đủ linh kiện cho các bác này.
Cái này nó lỗ thoáng, các bác nhìn toàn bộ lỗ thật bên trong luôn, rất là ok nhá. Đấy, có quạt nằm mát này. Giá là 999.000, các bác kéo que 2,5 thoải mái, chấm tỉa que 32 ok nhá. Giá 999.000. Nếu như mà các bác chốt máy hàn thì nó sẽ có theo đầy đủ dây hàn, kìm hàn và kẹp mát cho các bác. Về các bác chỉ mua que hàn thôi là các bác có thể sử dụng được rồi. Máy hàn kem mát là 999.000. Giá miễn ship tận nơi các bác nhá, miễn ship tận nơi. Các bác chốt máy hàn cầm bên là máy hàn cho em này. Đây là máy mài pin của Daiwat này các bác này. Đây bác là đang hỏi em mài pin của Daiwat ạ. Mài pin của Daiwat mà các bác sử dụng công tắc bóp nha. Sử dụng công tắc bóp rất là an toàn. Giá là 1.100.000. Là có đầy đủ một thân máy này, hai pin và một sạc. Đấy, thân máy một tấc và điều chỉnh được 3 lút tốc độ nha. Pin là sử dụng chân pin phổ thông. Thân máy là chạy động tôi từ không chổi than nhá. Kèm theo là có một thân máy, hai quả pin và một sạc cho các bác luôn. Giá là 1.100.000. Bác là chốt mài pin comment của em là mài pin. Em có mài pin của Daiwat là công tắc bóp nhá, hoặc là mài pin của Mayta. Mài pin Mayta là cũng là 1.100.000 nhưng công tắc cạnh nha. Máy mài chỉnh tốc của DCA. Mài chỉnh tốc của DCA là giá là 750. Bác nào lên đơn để lại số điện thoại cho em luôn. Đấy, có bác nào muốn đặt cái mã là để lại số điện thoại em nha. Đây mài Deadtone này các bác này. Mài Deadtone mã không có chỉnh tốc là giá là 560.000 nhá. Em có công tắc cạnh hoặc là công tắc đuôi nha. Công tắc cạnh hoặc là công tắc đuôi này. Đây bác là chốt máy mài, comment máy mài cho em này. Rất là nhiều các bạn máy mài. Mài Deadtone này. Máy chui ngắn nha. Công tắc bật hoặc là công tắc đuôi nha. Công tắc bật trên cạnh hoặc là công tắc đuôi. Máy Honda em không có anh Thanh ơi. Máy Honda bên em không có. Đây cái mã này là công tắc cạnh này. Đây. Đây là mài Deadtone công tắc cạnh nhá. Công tắc bật ở trên cạnh máy như này này các bác này. Cái mã này có model là DKAG950T nhá. Giá là con này giá của nó là 560.000. 560.000 nha, máy mài Deadtone 560.000. Đấy, công tắc ở trên cạnh máy như này. Có thân máy khoan pin. Thân máy đầu gà hay là đầu kẹp hả anh Hồng ơi? Anh Hồng quan tâm thân máy đầu gà hay đầu kẹp đấy ạ. Máy mài Deadtone công tắc bật ở trên cạnh máy như này giá 560.000 này. Bác là chốt để lại số điện thoại trên này. Bác có thể là sử dụng công tắc cạnh hoặc là công tắc ở đuôi nhá. Đấy, hàng Deadtone này hàng chính hãng của công ty, các bác xài ngon lắm. Con này công suất là 950W này ạ. 950W là công suất cực đại 950W. Giá 560.000 nhá. Các bác sử dụng công tắc ở cạnh máy à, hoặc là công tắc ở đuôi máy. Đấy. Bác là chốt mã nào comment bạn đấy lên cho em này. Đây là Deadtone công tắc cạnh này. Tiếp theo thì em sẽ lên con Deadtone công tắc đuôi nha. Đây là Deadtone công tắc đuôi. Công tắc đuôi thì nói chung là chức năng của nó như nhau, phụ kiện như nhau, nó chỉ khác ở phần công tắc thôi các bác nhé. Chỉ khác ở phần công tắc thôi. Đây là máy mài Deadtone công tắc đuôi này. Đây. Đây là công tắc đuôi nha. Hukan, thân Hukan X7 là 880.000 nha anh Hồng ơi. Thân Hukan X7 là 880.000. Đây, đây là mài Deadtone công tắc đuôi. Con này model của nó sẽ là DKAG950D, công suất là 950W, vòng tua là 11.000 vòng trên 1 phút. Đấy, vòng tua là 11.000 vòng trên 1 phút nha. Giá là 560.000 này, 560.000. 560.000 bao ship tận nơi cho các bác rồi. Đây là chốt cái mã này để lại số điện thoại cho em luôn này. 560.000 nha. 560.000 bao ship tận nơi này các bác này. Đấy, máy đét tôi công tắc đuôi nha. Bác là chốt mã nào comment bạn đấy lên cho em này. Đó. Tiếp theo
thì em sẽ lên cái bộ, đây là cái bộ đai watt, đây là bộ đai watt nha, chuyên vít của đai watt này các bác ơi, chuyên vít của đai watt XR nhá, đầu chuyên vít, dư vít cực kỳ là chắc chắn như này cho em, chân bi này các bác này, đấy, chân bi nó như này, thanh lý các bác giá 1.150.000 luôn nhá. Bộ này nó sẽ có đầy đủ là một thân máy này, hai pin và một sạc, một khẩu. Cái này thì nó không có khẩu hay hai, cái này là máy chuyên vít, nó chỉ có một cái dây đeo này thôi. Một sạc nhá. Sạc bàn như này này. Giá 1.150.000. Đây là chuyên vít của Daiwa XR. Giá 1.150.000 nhá. Thân máy không than, pin 10 cell thôi nhá. Hoặc là chốt mã này để lại số điện thoại cho em luôn này. Đấy, bác nào mà quan tâm mã nào chốt mã nào thì đầm comment cho em số điện thoại nhá. Các bác cho đơn để lại em số điện thoại nha, kèm thêm mã sản phẩm cho em là ok nhá. Tiếp theo này. Đây. Tiếp theo là em lên một cái mã này nữa nhá. Đây là bu lông Daiwa XR này các bác này. Đấy. Cái mã này là con bu lông Daiwa XR nha. Giá cũng 1.150.000 luôn. Và em tặng kèm thêm cho các bác là hai cái đầu chuyển, là một cái đầu chuyển sang vít và một cái đầu chuyển sang than. Con này là bu lông 201. Đây. Thân máy bu lông 201 thế này nhá. Pin này. Pin 10 cell nhá các bác nhá. Cái bộ này sẽ có bao gồm một thân máy này, hai pin và một sạc, một khẩu 22, một dây đeo hộp đựng. Để em tặng thêm cho các bác một cái đầu chuyển sang vít và một cái đầu chuyển sang than. Cái đầu máy của nó sẽ là đầu bu lông 2:1 như này. Các bác lắp được bu lông 1/2 và có lỗ lục ra ở giữa để bắn vít nhá. Có 3 đèn led này. Giá 1.150.000. Cái này các bác gọi cho em là bu lông Daiwa XR 2021 cho em nhé. Có chốt đơn các bác nhớ là đặt đúng mã sản phẩm để bên em chốt đơn cho các bác, nó không bị nhầm mã nhá. 1.150.000. Bu lông hoặc là chuyên vít của Daiwa bộ 2021 nhá. Tiếp theo này. Đây là bên cái mã bu lông bay tai. Đây là bu lông bay ta, dòng lực siết cao nhé. Cái này dòng lực siết khủng này. Bu lông của bay ta này. Này, con này nó lặng trịch luôn. Bu lông bay ta này thì nó sẽ sử dụng chân pin phổ thông, nhưng mà con này nó là dòng lực siết lớn. Cái lực siết của nó sẽ là từ 500 cho đến 800 N. Các bác mà có nhu cầu cần cái con máy bu lông để có thể làm mở những cái khẩu bu lông to thì các bác sở hữu cái bộ này cho em nhá. Giá là 2 triệu nhá, 2 triệu một bộ nhá. 2 triệu. Cái này nó là đầu bu lông 1/2, bu lông đặc như này này. Đầu bu lông đặc nhá, chứ cái này nó không phải bu lông rỗng. Đấy, bu lông đặc. Em sẽ tặng thêm các bác một cái đầu chuyển sang vít và một đầu chuyển sang khoan luôn, giá là 2 triệu một bộ nhá. Đây là bu lông của Mayta. Lực siết lớn nhá. Này rất là lặng nha. Giá là 2 triệu một bộ nha. Đấy, bác là chốt mã nào comment mã đấy lên cho em này. Chốt đơn thì các bác chỉ cần để lại thông tin địa chỉ với cả số điện thoại cho em là được nha. Bác là chốt mã nào comment mã đấy này. Tiếp theo là em lên cái mã này nha. Đây. Đây là con hu can đầu 13 ly. Đây là cái bộ bu lông hu can nhé. Đây là cái bộ bu lông KX2 nhé các bác nhé. Bộ bu lông KX2. Đấy. Bu lông KX2 này. Đây. X2 Pro nha. Bu lông KX2 Pro nha. Cái bộ này em còn mấy bộ lựa lên này, em sẽ thanh lý các bác giá là 1.400.000 nhá. 1.400.000 bu lông KX2 vào rồi. Đây nhá. Cái bu lông Ucan X2 này này. Anh Hoàng Lê, số của bên em ở anh vào phần tiêu đề đi. 0378487818 nhá. Đây là cái bộ phụ kiện đi theo con bu lông Ucan X2 này các bác này. Rất là nhiều phụ kiện nhá. Bu lông Ucan X2 này em thanh lý các bác giá là 1.400.000 nhá. Thân máy này. Đây là thân máy. Cái chân pin như này nha, chân pin của con Ucan X2 là như này. Giá 1.400.000 nhá. Hàng logo dập nổi nha các bác, hàng logo dập nổi. Giá là 1.400.000 nhá.
1.4 triệu. Cái này giá là 1.4 triệu nha. Hukanic 2 là 1.4 triệu này. Bao ship cho các bác một thân máy 2 pin với cả một sạc luôn nhá. 1.4 triệu nhá. Bác nào chốt mã nào thì comment bạn đấy cho em này. Còn bác nào muốn quan tâm cái mã nào đúng không ạ? Còn bác nào muốn hỏi em cái mã nào nữa các bác comment cho em này. Đây là máy soi alu này. Soi alu của Osuka nhá. 450.000. Soi alu. Cái này trong này nó sẽ có phụ kiện đầy đủ cho các bác. Đây. Đây là máy soi alu nhá. Soi alu của Osuka này. Công suất là 360W. Vâng. Anh Hoàng ơi, anh Hoàng để lại số điện thoại đi. Nên đến em gọi điện lên chốt đơn cho anh. Hoặc là anh alo trực tiếp cho em qua đầu số điện thoại là 037 848 7818. Minh Hoàng nhé. Số điện thoại 037 848 7818. Anh alo trực tiếp cho em nhé. Hoặc anh để lại số điện thoại bên em sẽ alo cho anh. Có khoan điện kèm phụ kiện không? Khoan điện kèm phụ kiện đang hết anh Trần ơi. Phụ kiện ta bốc mua lẻ ngoài nó cũng rẻ đấy mà. Rồi còn bác nào muốn hỏi em mã nào đúng không ạ? Đây, em giới thiệu các bác cái túi đeo hông này. Túi đựng đồ nghề đeo hông của bác nào quan tâm không ạ? Túi đeo hông là 160.000 nha. Máy hàn là 999.000 nha anh Đỗ Bùi ơi. Vừa để em giới thiệu cái máy hàn Kenmax đây là 999.000 thôi. Đấy, đây. Đây là cái túi đựng đồ nghề đeo hông này. Những bác làm hay làm việc ở trên cao, làm trên thang, trên giáo thì các bác sở hữu cái mẫu này nha. Đấy. Thân Hukai X2 này em không bán, anh Khuất thì bán nguyên bộ thôi ạ. Vì nó không phải là chân pin phổ thông đâu. Túi đeo hông này các bác này, túi đựng đồ hàng ngày đeo hông giá là 160. Chất liệu của nó là vải bốn bị cao cấp, dùng rất là bền nhá. Cái chỗ này các bác có một cái ngăn chính như này này. Có một cái ngăn chính như này. Đấy, để đựng ốc vít vào đây. Đấy, còn bên này là có một cái điểm gài mấy khoan pin này. Đấy, còn bên này là điểm gài kìm kéo cả lê tô vít. Phía sau là sẽ có một cái củ khóa cực kỳ là chắc như thế này nhá. Có một cái củ khóa cực kỳ là chắc. Máy hàn mic thì em có nha anh Phan đây. Máy hàn mic một chức năng là 2.2 triệu. Còn máy hàn mic 3 chức năng là 2.7 triệu. Là máy Kenmax nhé. Anh quan tâm để lại số điện thoại đi nhé, em tư vấn cho anh. Máy khoan có muối em có luôn anh Hóa ơi. Máy hút bụi, vâng anh Quỳnh chờ em một chút. Muối em có hút bụi đây với anh à. Khoan có búa thì anh lấy khoan 3 chức năng cho em nhé. Khoan có búa là khoan 3 chức năng này. Đây anh Hóa ơi, khoan có búa thì là anh lấy cái khoan 3 chức năng như này. Khoan pin 5 cell là giá 520 nhá. Là đầu 10 hoặc là đầu 13 ly pin 10 cell không chửi than như này giá là 1 triệu. Đấy là khoan có búa. Có búa là các bác có chức năng búa phân tử như này. Anh với em cái máy hút bụi cái kia vào đây. Cái túi đeo hông là 160 này. Bác nào chốt để lại số điện thoại cho em luôn này. 160 túi đeo hông nhá. Các bác làm việc ở trên thang, trên giáo thì các bác sử dụng túi đeo hông. Đấy, túi đeo hông là 160 nha. Hoặc là các bác sử dụng túi đựng đồ nhá. Túi đựng đồ này. Túi đựng đồ của bên em là bao bền, bao đẹp, bao rẻ cho các bác. Đấy, hàng chất lượng số 1 Việt Nam. Đấy, rất là nhiều các bác khách hàng làm sao mà các bác mua những cái sản phẩm túi mà những cái túi mà 350 cho đến 550 mà vẫn còn không ưng bằng những cái túi mà hơn 200.000 của bên em. Em nói thật luôn ấy. Đấy, rất là nhiều bác mua rồi, các bác lại mua thêm, mua hộ cho bạn bè anh em rất là nhiều. Với cái túi này thì các bác có thể là sử dụng để đựng đồ nghề đi làm, hoặc là sử dụng đựng quần áo cho gia đình đi du lịch nghỉ mát. Bên em sẽ có 2 size nhá. Có 2 size túi, 2 kích thước để gửi tới các bác. Đây là cái túi size chung. Nói chung là các bác sử dụng túi size chung hoặc là túi size đại thì nó chỉ khác nhau về kích thước thôi. Còn chất liệu, cái chất lượng của nó là như nhau. Đấy, và kiểu dáng của nó như nhau. Đây là túi size chung sẽ có mức giá là 230.000. Là em bao giá toàn quốc cho các bác. Đấy, khẳng định là với cái mức giá này thì các bác không có mua ở đâu được cả. Trên thị trường những cái sản phẩm túi mà người ta bán đến những có lời người ta bán đến 330 rồi 350. Em nói thật các bác, nhiều lời người ta tăng bốc lên ấy. Người ta bảo là hàng túi chất lượng, nhưng mà nó vẫn là cái túi này của bên em thôi. Nhưng mà bên em bán cái túi này gọi là bán gần chục năm nay rồi. Gần chục năm nay rồi bán cho các bác. Nói chung là bây giờ thì cái đầu vái, cái đầu vào ấy, nói thật bây giờ đầu vào thì cái giá thành của nó lên rất là cao, nhưng mà bên em vẫn không lên giá cái túi này. Bởi vì là đây là một cái dụng cụ rất là thiết yếu để cho các bác thợ.
Nên là em muốn có một cái sản phẩm tri ân để gửi tới các bác. Đấy, nếu như mà bác nào mà đã sử dụng qua cái túi này của bên em rồi thì thật sự là chỉ có khen thôi. Đấy, chưa có một bác nào chê cả. Bởi vì nó quá là chất lượng rồi. Cái độ bền của nó rất là cao nhá. Em lựa chọn một cái mẫu mà chất lượng, chất lượng số 1 cho các bác. Riêng về cái phần đáy túi này, các bác nhìn cái phần đáy túi này. Đáy túi nó được đan dây như này. Đấy, các bác dùng gọi là bền vĩnh cửu luôn, không bao giờ lội bục. Đấy, các bác cứ đựng thoải mái, không có bao giờ nó bị bục được. Nhưng mà túi vì là túi kéo khóa nên là các bác sử dụng để cho làm sao mà nó bền cái khóa này, thì các bác chỉ dùng gọi là để vừa phải thôi. Mình không nên để đầy quá, căng quá thì nó kéo, nó khóa nó sẽ nhanh bục nhá. Đấy, còn các bác cứ đựng vừa phải theo đúng cái sức của nó thì rất là bền luôn. Bên trong nó có một cái ngăn to đại như này các bác này. Bên trong có một ngăn to đại và một ngăn phụ như này. Đấy, một ngăn phụ như này. Đấy, các bác mà mua là các bác phải tinh ý này. Mua túi là các bác tinh ý cho em. Túi thì là bên trong của bên em là được đệm vải nhá. Đấy, nó đệm vải rất là dày như này. Các bác lo không bao giờ lại bục. Nhiều nơi trên thị trường nó có những cái dòng túi mà bên trong nó có cái đệm kiểu như là vải bóng ấy. Các bác sử dụng một thời gian nó sẽ hay bị lổ, lổ và dẫn đến rách. Đấy, và đặc biệt là túi đựng đồ thì các bác chỉ dùng một cái màu xanh lính này thôi. Dùng một màu xanh lính thôi thì nó sẽ rất là bền. Còn riêng về túi mà túi màu đen ấy, cái chất vải màu đen hoặc là cái màu xanh lam ấy, đấy em bán lâu năm rồi nên là em biết. Túi mà màu đen hoặc màu xanh lam thì nó sẽ hay bị rút sợ, nó rách nhá. Đấy, riêng về túi màu xanh lính này thì các bác dùng bền vĩnh cửu luôn. Đấy, rất là bền. Cái này bên em có nhân viên kỹ thuật là sử dụng gần chục năm nay rồi, vẫn rất là ok. Đấy, nó rất là nhiều ngăn kéo khóa này. Bên mặt trước là hai ngăn kéo khóa này, mặt sau là cũng hai ngăn kéo khóa, và bên sườn là mỗi bên một ngăn. Có hai dây xách tay và một dây đeo vai như này cho các bác. Đấy, với cái túi size chung này này, khẩu dài là khẩu bao nhiêu cái hả anh Tuất ơi? Cái túi size chung là nhanh hiệp ơi, túi size chung là giá là 230.000. Kích thước của túi là chiều cao sẽ là 25 nhá, chiều dài là 42 và chiều rộng của đáy túi là 20, giá là 230.000. Còn các bác muốn lấy túi to hơn thì em có túi size đại thì kích thước của nó sẽ là cao 32, dài 48 và rộng 22. Giá sẽ là 260.000. Đấy, đảm bảo cam kết cho các bác là cái dòng túi là chất lượng số 1 Việt Nam. Đấy, em thấy có nhiều nơi người ta tâng bốc lên nhưng người ta bán đến cái mức giá đến 330 đến 350. Đấy, em không có bán được cái mức giá thắt cổ như thế cho các bác. Đấy, nhiều nơi người ta cứ tâng bốc lên, người ta bảo là túi của người ta là túi loại tốt rồi người ta bán đắt. Đấy, các bác cứ sử dụng xài cái túi của bên em thì các bác sẽ hiểu. Đấy, nói chung là cái dòng sản phẩm này nó là cái dòng sản phẩm giá gọi là giá tương tác để em gửi cho các bác. Để làm sao mà các bác có cái túi, các bác đựng đồ nghề đi làm, các bác làm hàng ngày ý, các bác thấy ngon, thấy ok thì các bác khi làm các bác có nhu cầu về điện máy thì các bác nhớ là alo cho em. Đấy, máy bắn tôn, máy bắn tôn Bin Châu á. Anh tiếp về máy bắn tôn Bin Châu thì anh dùng cho em cái con Hukan chuyên viết X2 này đi ạ. Hukan X2 chuyên vít giá là 1.400.000 nhá, 1.400.000 bán tôn bán vít thoải mái cho em. Cái này đang hết pin này. Đấy, túi nhỏ hơn thì em không có nhá, anh Hiệp ơi, em có túi chung với túi đại thôi. Túi xe chung và túi xe đại à. Đây là máy hút bụi này. Bác nào đang hỏi em máy hút bụi nhỉ? Em có cái máy hút bụi à. Vâng, anh Đặng mà chốt túi đeo lưng để lại số điện thoại em nha anh Đặng ơi. Đây là máy hút bụi, các bác cái này là hút bụi 2 trong 1 nhá. Cái này các bác vừa hút bụi và thổi bụi được luôn. Nếu như mà các bác đang hút bụi ở đầu này thì thổi bụi các bác quay sang đầu này cho em. Nó có hai đầu, một đầu hút và một đầu thổi. Đấy, công suất là 1000W. Cái dòng này các bác dùng bền lắm. Giá là 550.000 nhá. Nó sẽ có một dây hút như này, kèm theo hai cái lối dài và các phụ kiện đầu hút, đầu thổi to nhỏ đầy đủ cho các bác. Giá 550.000 một máy nhá. 550.000. Máy vừa hút vừa thổi bụi nhá, bơm hơi được luôn. Đấy, giá là 550.000 một máy. Các bác nào mà đã xài cái này thì các bác xài rất là thích luôn. Các bác dùng vệ sinh nhà cửa hàng rất là ok. Đấy, hút bụi và thổi bụi nhá, giá 550.000, công suất 1000W cho em. Bác nào chốt máy hút bụi thì comment là máy hút bụi lên cho em này. Còn bác nào muốn hỏi em mã nào nữa các bác comment lên cho em này để em chuẩn bị kết thúc like nhé. Đấy, đây em tư vấn lốt cho các bác cái bộ dao này, nó dẫn em xuống like này. Đây là cái bộ dao kéo anh Quỳnh ơi, máy hút bụi là công suất 1000W. Đây là bộ dao kéo Nhật, em chiên các bác giá 250.000 một bộ nhá, 250.000 một bộ này. Các
Cái này nó sẽ có một combo 6 món nhá. Một combo 6 món sản phẩm. Cái này nó sẽ có combo 6 món sản phẩm như này. Đây, trước tiên là các bác có một cái kệ để dao nhá. Một cái kệ để dao này. Và trong này có một combo 6 món. Đấy, tổng mà các bác có 3 dao, một kéo, một dũa và một kệ, tổng là 6 món sản phẩm, giá 250.000 thôi. Đấy, gia đình nào cũng đều lên có một bộ để trong cái tủ bếp. Dài rất là ok nhá. Đây, dũa này các bác này, dũa này, dao này. Một cái kéo này. Cái kéo này nó rất là nhỏ nha, các bác chỉ sử dụng cắt đồ ăn chín thôi. Và anh Quỳnh chốt để lại số điện thoại em Quỳnh ơi. Bộ dao thì nó sẽ có một con dao thái này. Một con dao thái này, Japan như này nha các bác nha. Một dao thái này, một dao chặt và một dao thái. Đây. Vâng. Bàn chải đánh răng em còn luôn. Em còn bàn chải đánh răng nha anh Quỳnh ơi. Đây là con dao thái này các bác này. Cái bộ dao này của bên em là chất liệu của nó là thép trắng nha. Các bác xài rất là bền luôn. Dao thái này, dao chặt này. Đây, dao chặt đây. Đấy, các bác nhìn thấy chưa ạ? Một bộ combo dao là sẽ có một dao chặt này, một dao thái này. Đấy. Toàn bộ đều là Japan hết nhá. Một dao gọt hoa quả này. Một dũa này, một kéo này. Và một kệ để dao như này nhá. Một combo 6 món giá là 250.000 một bộ. Đấy, dao của nó chất liệu là thép trắng nha. Các bác cầm con dao nó rất là nhẹ. Đấy, cầm con dao nó rất là nhẹ, dùng rất là êm, thích tay cực kỳ luôn. Đấy, sạch sẽ. Chất liệu thép trắng nha, 250.000 một bộ. Máy mài dây đai. Máy mài dây đai là máy gì hả anh Hải? Mài dây đai là dây gì ạ? Em vẫn chưa hiểu mà anh comment rõ hơn riêng đúng không? Còn bác nào muốn hỏi em cái sản phẩm nào nữa không nhỉ? Anh Quỳnh ơi, anh Quỳnh chốt máy hút bụi, để lại số điện thoại đi để em kết thúc like rồi nhá. Đây để em giới thiệu các bác cái thân máy. Đây là thân máy cơ kiếm của Hukan. Các bác chốt thân máy, thân máy cơ kiếm là sẽ được tặng một cái túi đựng máy như này. Đây là thân máy này. Nó có một cái lưỡi cưa sắt và một lưỡi cưa gỗ như này đi theo nhá. Thân máy rất là to này. Thân máy cơ kiếm của Hukan là 650.000. Các bác sử dụng chân pin phổ thông nha. Sử dụng chân pin phổ thông. Đấy, thân máy rất là to. Máy có chủ than nhá. Giá là 650.000 một thân máy. Ôi em không nhìn thấy số của anh nhỉ anh Quỳnh ơi, anh Quỳnh. Anh Quỳnh comment lại số điện thoại của em đi, em không nhìn thấy số điện thoại của anh đâu ạ. Nó bị ẩn hay là sao? Anh Quỳnh comment lại số điện thoại em nha anh Quỳnh ơi. Đây là cái thân máy của Hukan X9 này. Mài pin DCA không có anh Hà My ơi. Thân máy Hukan X9 là các bác cũng được tặng một cái túi đựng máy như này nha. Đây. Thân máy Hukan X9 là 1.100.000. Thân máy Hukan X9 lực xiết 650 Newton nha. Đầu bu lông đặc. Thân máy không chổi than này. Giá là 1.100.000. 1.100.000 một thân máy Hukan X9 MR nha. Còn bác nào muốn hỏi em mã nào nữa không ạ? Có bác nào muốn hỏi em mã sản phẩm nào nữa không? Mỏ hàn sung là 170 này. Bác nào chốt lên đơn cho em này. Vâng ok anh Dương này. Em cảm ơn anh Dương nha. Em cảm ơn anh Hiếu nha. Đây. Mỏ hàn sung là 170 này các bác ơi. Mỏ hàn sung là 170. Đấy còn bác nào muốn chốt mã nào nữa các bác comment em. Anh Quỳnh ơi em không có thấy số điện thoại anh Quỳnh nhé. Anh Quỳnh comment số điện thoại em nhá. Anh Tân là hỏi em cái gì? Anh Tân hỏi em cái gì đấy ạ? Còn bác nào muốn chốt mã nào nữa không ạ? Còn bác nào chốt mã nào nữa các bác comment lên giúp cho em này. Thân máy mài pin Mayta này các bác này. Thân mài pin Mayta này em còn mấy cái em thanh lý các bác giá 500 nhá. Thân mài pin pin Mayta là công tắc cạnh như này. Có phụ kiện này. Tay cầm tay mở ốp bảo vệ cho các bác nhá. Tay cầm tay mở ốp bảo vệ như này. Giá 500.000 một thân máy. Em không thấy anh Quỳnh, em không thấy rồi. Anh Quỳnh em không nhìn thấy số điện thoại của anh đâu ạ. Anh Quỳnh em không thấy số điện thoại của anh đâu. Anh comment số điện thoại anh viết bằng chữ cho em luôn đi. Anh viết bằng chữ cho em đi. Viết bằng số khả năng nó bị ẩn rồi ạ. Anh Quỳnh
Quỳnh đánh số điện thoại viết bằng chữ cho em nhá, viết bằng chữ cho em. Anh đánh số khả năng là nó bị ẩn rồi, hôm nay nó bị làm sao. Anh để lại số điện thoại đi để em kết thúc like nhá. Này bác nào chốt thêm máy mài Makita thì comment số điện thoại cho em này. Rồi còn có bác nào muốn hỏi em cái mã nào nữa không ạ? Có bác nào muốn chốt cái mã nào nữa thì các bác comment lên cho em nhá, để em kết thúc like rồi nhá. Đấy, các bác chốt đơn thì cứ để lại số điện thoại đi, thì em sẽ có nhân viên alo tư vấn để chốt đơn cho các bác nha. Thôi bây giờ em sẽ kết thúc like nhá. Anh Quỳnh ơi, cái comment mà anh để số điện thoại nó bị ẩn rồi đấy, em không có nhìn thấy số của anh đâu ạ. Anh Quỳnh comment số điện thoại bằng chữ giúp cho em ạ. Anh comment bằng chữ giúp cho em nhá. Hoặc là rồi, ok rồi, ok rồi bác Quỳnh ơi, ok rồi bác Quỳnh ơi. Hôm nay cái comment nó bị làm sao ạ? Rồi ok bác Quỳnh nha. Còn bác nào muốn chốt cái mã nào nữa không ạ? Thôi bây giờ em sẽ kết thúc like nhá. Các bác nào có nhu cầu đặt hàng thì cứ để lại số điện thoại xuống phía bên dưới bình luận nha. Nhà em sẽ có nhân viên alo tư vấn và chốt đơn gửi hàng cho các bác. Thế thôi bây giờ em sẽ kết thúc like. Xin chào và hẹn gặp lại các bác. Xin chúc tất cả các bác có một buổi chiều thật là vui vẻ nhá.